lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 356, Lục Cận Phong kiên trì tin tưởng sự trong sạch của Tô Yên. Trận mưa lớn cọ rửa mặt đất, máu tươi màu đỏ hòa lẫn vào nước mưa chảy đến bên chân Vạn Nhất. Sắc mặt anh ta thay đổi, nhanh chóng chạy qua chỗ Trần Tố Anh. Trần Tố Anh nằm dưới đất, hai mắt trừng to, vẻ mặt tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ, đã không còn hơi thở nữa. Cũng có nghĩa là, trước khi Trần Tố Anh chết, bà ấy nhất định đã nhìn thấy việc gì đó khiến bà ấy hoảng sợ đến khó có thể tin được. Nên mới khiến bà ấy chết không nhắm mắt. Trong đầu Vạn Nhất trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, kiểm tra phần bụng của Trần Tố Anh. Lâu Doanh chạy đến, gà luộc, gì Trần sao vậy? Phần bụng bị đâm hai nhát dao, đã chết rồi. Vạn Nhất chán nản ngồi trong mưa. Vào lúc này, một chiếc xe chạy đến, phanh gấp một tiếng khiến nước bắn tung tóe, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai. Cửa xe mở ra, người bước xuống xe chính là Lục Cận Phong. Khắp nơi trên người Lục Cận Phong đều bị thương, còn nặng hơn lần Lục Thừa Mẫn tìm người vây đánh anh. Sau khi Lục Cận Phong giải quyết xong người của Hùng Sư, đến được đây hoàn toàn là nhờ vào ý chí chống đỡ. Mẹ! Lục Cận Phong nhìn thấy Trần Tố Anh nằm dưới đất, loạng choạng chạy qua, máu tươi thuận theo nước mưa chảy ra xa. Vạn Nhất nhường chỗ, đại ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Cận Phong nhìn Trần Tố Anh, đôi chân bỗng chốc mềm đi, quỳ xuống đất, anh run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở ở mũi của Trần Tố Anh. Đã không còn hơi thở nữa. Quai hàm Lục Cận Phong căng chặt, một tay nắm chặt lại, cố gắng đè nén sự đau đớn trong tim, đưa tay vuốt cho mắt Trần Tố Anh nhắm lại. Sau khi làm xong, Lục Cận Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi. Đại ca! Vạn Nhất hoảng loạn, mau chóng đỡ anh lại. Đây là lần đầu tiên Vạn Nhất thấy Lục Cận Phong yếu ớt đến vậy, cả người đều bị thương, một bên mắt còn bị sưng, gần như không nhìn thấy đường, trên đầu còn có máu. Muốn chạy thoát khỏi đám lính đánh thuê quốc tế, làm sao có thể không bị gì được. Trận mưa lớn này mưa suốt một đêm. Cảnh sát đến nơi, trích xuất camera, cuối cùng khẳng định Tô Yên là hung thủ giết người. Bây giờ Tô Yên đã mất tích, phía cảnh sát đang truy nã cô. Lúc Vạn Nhất và Lâu Doanh đến, đúng là đã nhìn thấy Tô Yên, không, chính xác mà nói là nhìn thấy một người rất giống Tô Yên, hai người không hề nghi ngờ gì, lúc cảnh sát thẩm vấn. Đều đồng thanh nói, đó không phải là chị tôi. Vạn Nhất cũng nói, đó không phải là chị dâu của tôi. Người phụ trách vụ án này là Lãnh Phùng. Lãnh Phùng đã khôi phục chức vụ, anh ta bày ra tư thế giải quyết việc chung, lời khai của hai người không đủ tin cậy, hai người có thể bị nghi ngờ bao che cho tội phạm. Cái dám! Lâu Doanh tức đến chửi thề, người đó chắc chắn không phải là chị tôi lấy nhân phẩm của mình ra đảm bảo. Lãnh Phùng thật sự không nhịn được nữa. Nói, nhân phẩm của cô hình như cũng không tốt lắm. Lâu Doanh, đội trưởng Lãnh, tốt xấu gì chúng ta cũng từng làm việc với nhau, sao anh lại không tin tôi chứ? Tôi chắc chắn là nhận ra chị tôi. Lãnh Phùng nói, trong camera quay rất rõ ràng, người giết Trần Tố Anh chính là Tô Yên, bây giờ Tô Yên đang bị truy nã, chỉ cần bắt được người về là có thể kết án. Cầu Nhị Tiên có đến mấy camera, thế nhưng nơi Tô Yên bị đánh ngất lại là nơi camera bị hỏng. Lâu Doanh tức giận, đây không phải là xem mạng người như cỏ rác sao? Không phải chỉ là có một gương mặt giống y như chị tôi thôi sao? Tôi cũng làm được, anh nhìn đây. Lâu Doanh lấy mặt nạ ra người ra, dễ dàng biến thành Tô Yên ngay trước mặt Lãnh Phùng. Lúc đó còn có mấy cảnh sát khác đang nhìn, bọn họ đều là những đồng nghiệp trước đây của Lâu Doanh. Mọi người đều trợn mắt há mồm, chuyện này còn hay hơn ảo thuật biến hình nữa. Một đồng nghiệp kinh ngạc nói, hay quá, Lâu Doanh. Sao trước đây tôi không biết cô có bản lĩnh này nhỉ? Sớm biết vậy, lúc chúng tôi phá án có thể giảm bớt việc rồi, với kỹ năng này của cô, đi làm gián điệp là thích hợp nhất, chắc chắn có thể gia tăng tỷ lệ phá án. Lãnh Phùng cũng ngạc nhiên, nhưng mà... Cho dù như vậy, cũng không thể chứng minh người giết Trần Tố Anh không phải là Tô Yên. Lâu Doanh, cô không cần nói nữa, chúng tôi nhất định phải bắt được người về, thẩm vấn rồi mới biết, đây là quy trình. Trần Tố Anh chết rồi. Đây là một vụ án hình sự, sao có thể bởi vì hai ba câu của Lâu Doanh, không cần thẩm vấn, mà phán Tô Yên vô tội chứ? Lâu Doanh còn định nói gì đó, Vạn Nhất đã kéo cô ấy lại, Lâu Doanh, bọn họ có quy định làm việc của họ, bây giờ chị dâu mất tích rồi, dù sao cũng phải tìm được người. Lâu Doanh hiểu đạo lý này,
nhưng bây giờ Tô Yên trở thành nghi phạm, cô ấy thật sự không thể bình tĩnh được. Gạt Vạn Nhất ra, đội trưởng Lãnh là bạn thân của anh, đương nhiên là anh nói giúp anh ta rồi. Lâu Doanh nói xong thì đi ra ngoài. Vạn Nhất, Lãnh Phùng, đám đồng nghiệp, Lãnh Phùng và Vạn Nhất là bạn thân. Lượng thông tin này lớn quá, ánh mắt mọi người nhìn Lãnh Phùng và Vạn Nhất có hơi khác thường. Lãnh Phùng vờ ho một tiếng, đi làm việc đi, đứng ở đây làm gì? Tiền thưởng tháng này các người đừng hòng nghĩ tới. Vừa nghe trừ tiền thưởng, mọi người lập tức ra ngoài làm việc. Lãnh Phùng hỏi, Lục Cận Phong tỉnh lại chưa? Vạn Nhất phỉ nhổ, trời vừa sáng đã bị các người gọi đến đây rồi, tôi còn chưa kịp đi thăm đại ca, sao tôi biết được? Lãnh Phùng híp híp mắt, sao tôi cảm thấy, giọng điệu nói chuyện của cậu là Lâu Doanh ngày càng giống nhau vậy? Hai người này đều tỏ vẻ bất mãn với anh ta. Anh ta cũng bất lực, trên người anh ta mặc cảnh phục thì phải làm theo quy tắc, không thể thiên vị được. Người chết là mẹ của Lục Cận Phong, người bị tình nghi lại là vợ của Lục Cận Phong. Trên mặt Lãnh Phùng cũng tỏ vẻ đồng tình, nói, đến bệnh viện xem trước. Đương nhiên Vạn Nhất cũng đi theo đến bệnh viện. Anh ta quen Lục Cận Phong lâu như vậy, lần này có lẽ là kiếp nạn lớn nhất mà Lục Cận Phong gặp phải. Con trai nhỏ còn chưa tìm được, mẹ thì đã chết, còn vợ lại trở thành người bị tình nghi và mất tích. Bệnh viện. Lục Cận Phong vừa tỉnh lại, trong mắt đầy tơ máu màu đỏ. Lúc anh vừa mở mắt ra, giống như một con thú ngủ say vừa tỉnh dậy, cả người đều bao trùm hơi thở tàn ác đáng sợ. Lãnh Phùng làm việc theo quy trình, thẩm vấn theo quy định, anh Lục, về việc Tô Yên đâm chết mẹ anh. Lãnh Phùng còn chưa nói xong, Lục Cận Phong đã lạnh lùng cắt ngang, vợ tôi không thể nào là hung thủ giết chết mẹ tôi được. Dù cho có camera, dù cho phía cảnh sát có chuyên gia đến phân tích kỹ thuật, thông qua ngôn ngữ môi mà hiểu được nội dung tranh chấp giữa hai người vào lúc Trần Tố Anh bị giết, bởi vì mất đi đứa con mà Tô Yên nổi lên ý muốn giết Trần Tố Anh, Lục Cận Phong vẫn không tin. Lục Cận Phong kiên trì tin rằng, việc này không phải do Tô Yên làm. Một câu nói này của Lục Cận Phong khiến Lãnh Phùng không hỏi tiếp được nữa. Hơn nữa cũng không đợi Lãnh Phùng hỏi tiếp, Lục Cận Phong đã nghiêm giọng nói, Vạn Nhất, tiễn khách. Cảm xúc của Lục Cận Phong không ổn định. Vạn Nhất nói, Lãnh Cục Băng, cậu vẫn nên về trước đi. Lãnh Phùng nhíu mày, vậy tối chút tôi lại đến. Lãnh Phùng đi rồi, Lục Cận Phong nói với Vạn Nhất, chuẩn bị cho tôi một cái máy tính. Vâng, Vạn Nhất cũng không hỏi, chỉ làm theo lời dặn. Rất nhanh Vạn Nhất đã đem máy tính đến, Lục Cận Phong hách thẳng vào hệ thống giám sát, lấy hết tất cả camera ở gần cầu Nhị Tiên. Vạn Nhất nhìn thấy Lục Cận Phong bị thương cả người, hỏi, đại ca. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Đối phương đã thuê người của Hùng Sư. Vừa nghe thấy hai chữ Hùng Sư, Vạn Nhất lập tức kinh ngạc. Lục Cận Phong có thể sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi. Trước đây tôi đã đánh giá thấp Tần Nhã Hân rồi, lần này, ông đấy sẽ khiến cô ta đến được mà không về được. Đáy mắt Lục Cận Phong lướt qua tia chết chóc, bây giờ việc quan trọng nhất không phải là đau lòng, cũng không phải là điều tra xem ai đã giết Trần Tố Anh, mà là tung tích của Tô Yên. Cầu Nhị Tiên có một chỗ camera bị hỏng, mà là còn bị hỏng mấy tiếng trước khi vụ án xảy ra. Lục Cận Phong dùng kỹ thuật để khôi phục, nhưng cũng chỉ có thể xem mấy tiếng trước khi vụ án xảy ra. Lục Cận Phong xem camera ở gần quán bar, xe Tô Yên lái, Lục Cận Phong nhìn một cái đã nhận ra ngay, Lâu Doanh giả dạng thành Tô Yên đi vào quán bar, Lục Cận Phong cũng nhìn một cái đã nhận ra ngay đó không phải là Tô Yên. Đương nhiên. Anh cũng có thể nhận ra ngay người giết Trần Tố Anh không phải là Tô Yên. Đôi mắt Lục Cận Phong nhìn chằm chằm màn hình máy tính, xe của Tô Yên chạy theo một chiếc xe con. Đó là một chiếc xe có biển số giả. Vạn Nhất nhìn thấy hình ảnh trong camera, nói, sao Lãnh Cục Băng bọn họ lại không trích xuất đoạn camera này. Đoạn này bị người khác phá hỏng rồi, tôi vừa mới khôi phục, ở giữa thiếu mất 3 phút, không xem kỹ thì sẽ không dễ dàng phát hiện ra. Sự sắp đặt tối qua không hoàn toàn là hoàn mỹ, cũng có rất nhiều sơ hở, cộng thêm việc Lâu Doanh giả dạng thành Tô Yên đi vào quán bar, lại càng để lộ nhiều sơ hở, trước sau không thể nào toàn vẹn được. Trên đời này, không thể nào có ba Tô Yên. Chương 357, tầm quan trọng của di truyền. Vạn Nhất nhìn Lục Cận Phong với vẻ mặt sùng bái. Vừa rồi anh ta cũng chưa phát hiện sao Lục Cận Phong lại hồi phục nhanh như vậy. Biến cố lớn như thế. Lục Cận Phong không hề bị nỗi đau buồn kìm hãm chỉ số IQ, rất nhanh đã phân tích ra toàn bộ sự việc. Kế điệu hổ ly sơn của Trần Tố Anh và Tô Yên,
làm cho Lục Cận Phong rời khỏi đế đô, đã bị bỏ lại. Bây giờ cũng không khó để đoán được dụng ý của đối phương, giết Trần Tố Anh, đổ tội cho Tô Yên, hủy đi sự trong sạch của Tô Yên một lần nữa. Nhưng mà nhất định đối phương không thể đoán ra được, Tô Yên và Lâu Doanh cũng dùng tới chiêu lặng lẽ chuồn mất. Người đến quán ba chính là Lâu Doanh, theo dõi biển số xe mới là Tô Yên. Vạn Nhất lẩm bẩm, quá phức tạp rồi, đại ca, anh thật sự chưa từng nghi ngờ chị dâu sao? Lục Cận Phong liếc Vạn Nhất một cái, cô ấy là vợ tôi, ông đây có nghi ngờ ai, cũng không thể nghi ngờ vợ mình được. Đây quả thật là chuyện không cần nghi ngờ. Nếu giữa vợ chồng không có sự tin tưởng, thì hai người coi như xong rồi. Hơn nữa, Lục Cận Phong cũng nhân tiện tra ra bản ghi cuộc trò chuyện của Trần Tố Anh, có một ít manh mối. Trước khi Trần Tố Anh chết, từng nhận được hai số lạ. Lâu Doanh cũng nói, Tô Yên nhận được tin tức của bọn bắt cóc nên mới đi, anh cũng nhận được tin mới đến núi Thanh Đài, như vậy Trần Tố Anh xuất hiện ở cầu Nhị Tiên, nhất định cũng là do nhận được tin tức. Những sự sắp xếp vụng về này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Bây giờ Tô Yên mất tích, Lục Cận Phong lo rằng Tô Yên sẽ bị giết hại. Mánh khóe của Tần Nhã Hân không cao siêu, nhưng thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Lục Cận Phong mở máy tính, nhổ kim tiêm trên tay ra, đi chuẩn bị xe đi. Đại ca, anh bị thương thành như vậy, vẫn nên nằm nghỉ ngơi. Dù chỉ còn một hơi thở, ông đây cũng không thể nằm ở đây được. Tô Yên thành tội phạm bị truy nã, việc này sau nửa giờ ngắn ngủi đã lên hot search. Tô Yên giết mẹ chồng của mình, trên mạng rất nhiều lời mắng chửi, đều nói Tô Yên không biết phải trái, lòng dạ độc ác. Lâu Doanh nhìn thấy thì cực kỳ tức giận, muốn mắng trả, nhưng trên mạng có vô số cư dân mạng, cô ta cũng mắng không lại, bây giờ chuyện cô ta phải làm, là tìm Tô Yên về. Vợ chồng Lý Mộc Sinh biết được Trần Tố Anh đã chết, Tô Yên mất tích, vô cùng khiếp sợ. Gần như trong một đêm, nhà họ Lục đã tan cửa nát nhà. Ông cụ Lục cũng ngã bệnh, Sa Thành Nghị lúng túng cuống cuồng. Hạ Phi, Hạ Vũ mặc đợi ở nhà, Lục Cận Phong đã ra lệnh, không cho hai anh em đi đâu cả, chỉ ở nhà đợi. Tô Đình Nghiêm vừa nghe xảy ra chuyện, trước tiên đến nhà họ Lục thăm ông cụ Lục, rồi đi tìm Lục Cận Phong, chẳng qua là ông ta đã vổ hụt, không tìm được Lục Cận Phong. Tần Chấn Lâm canh giữ ở Nghĩa Trang nhìn thấy tin tức, suy sụp ngồi trước mộ Lệ Uyển, vô cùng đau đớn, hai chị em này, cứ phải đấu đến mức một mất một còn sao. Trong lòng Tần Chấn Lâm cũng sáng như gương. Từ việc mất đi đứa nhỏ đến Trần Tố Anh gặp chuyện không may, Tô Yên bị dán nhãn tình nghi, ông ta biết, bản thân không thể tiếp tục để Tần Nhã Hân tùy hứng như vậy nữa. Tần Chấn Lâm thở dài, đây chính là tội nghiệt do ông ta tạo ra. Tần Chấn Lâm sờ mộ bia, Tiểu Uyển, con gái chúng ta đã xảy ra chuyện, tôi cũng không thể tiếp tục giữ ở đây, tôi phải đi trước, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi lại đến cùng bà. Còn chưa dứt lời, phía sau Tần Chấn Lâm đột nhiên lại vang lên tiếng của phụ nữ. Lúc tôi còn sống, ông cũng không nói với tôi nhiều thế, bây giờ sao lại nói với cái bia mộ nhiều như vậy? Nghe xong, Tần Chấn Lâm đột nhiên xoay người. Cách 3 mét, Lệ Uyển mặc sườn xám, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Chấn Lâm. Trước kia Tần Chấn Lâm từng nói, Lệ Uyển mặc sườn xám là đẹp nhất, rất nữ tính. Lệ Uyển đến đế đô vài ngày, bây giờ mới đến gặp Tần Chấn Lâm. Hai người đã hơn 20 năm không gặp. Trong phút chốc vừa chạm mặt, ánh mắt Lệ Uyển đã ươn ướt. Vốn tưởng là tâm lặng như nước, nhưng khi người mình yêu xuất hiện, nội tâm lại như nổi lên mưa to gió lớn, lòng nóng như lửa đốt. Lệ Uyển so với 20 năm trước, không phải là thay đổi quá lớn, chăm sóc vô cùng tốt, nhưng tính tình có chút thay đổi, không còn sắc nhọn giống như con nhím nữa, cả người cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Tần Chấn Lâm không thể tin được, ông ta dụi mắt, rồi lại tiếp tục dụi mắt. Tiểu Uyển. Tần Chấn Lâm còn không dám chớp mắt, đây là xác chết vùng dậy, hay là tôi bị ảo giác? Đã chết mười mấy năm, bia mộ còn ở đây, mà người lại sống sờ sờ đứng trước mặt, việc này nếu xảy ra lúc nửa đêm, hẳn là dọa chết người ta. Tần Chấn Lâm, ông nói chuyện đàng hoàng cho tôi, bà đây còn sống tốt, ông mới là xác chết vùng dậy đấy. Giọng điệu Lệ Uyển lúc này vẫn giống hệt như cô gái nhỏ 20 năm trước, Thương Quan Ân đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Ông vẫn còn sống tốt, bà đây sao có thể chết trước ông được? Tiểu Uyển, Tần Chấn Lâm xúc động mà khóc, mấy người đang đùa gì vậy, không chết thì không chết, còn lừa người ta làm gì, để tôi ở đây canh giữ bia mộ cho bà, làm ông đây đã bao nhiêu tuổi rồi còn chảy nước mắt. Sắc mặt Lệ Uyển xa sầm, ông là ông đây của ai hả? Lúc bà đây còn sống,
cũng chưa từng thấy ông rơi một giọt nước mắt, bây giờ khóc cái gì? Không có tiền đồ. Tần Chấn Lâm xúc động bật khóc, cái này còn không phải là vì bức thư này của bà, trước kia bà cũng không nói với tôi, là bà thích tôi à? Ai thích ông? Lệ Uyển ngoài miệng vẫn là không thừa nhận, tôi thích con mèo con chó cũng sẽ không thích người tự cho là mình đúng như ông. Nếu bà không thích, vậy sao bà lại sinh Tiểu Yên ra chứ? Tần Chấn Lâm nói, từng này tuổi rồi, còn mạnh miệng. Lệ Uyển tức giận, ông chê tôi già sao? Tuổi của chúng ta cộng lại cũng đã hơn 100 tuổi, còn không chịu già. Nhìn nếp nhăn trên mặt bà kìa, có thể giết chết một con kiến đấy. Tần Chấn Lâm, ông muốn ăn đòn đúng không? Hai người sao vẫn còn giống hệt như lúc trước, vừa gặp đã cãi nhau ầm ĩ, cũng không biết hai người làm sao có thể sinh Tiểu Yên ra nữa. Thương Quan Ân đi đến, Tiểu Yên không rõ tung tích, hai người tạm thời vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Nghĩ đến Tô Yên, Tần Chấn Lâm và Lệ Uyển tạm thời đình chỉ khắc khẩu. Lệ Uyển nói, vì con gái, bà đây không chấp nhặt với ông. Tần Chấn Lâm nói, tôi cũng vì con gái, không so đo với bà. Lệ Uyển trừng mắt nhìn Tần Chấn Lâm, tu dưỡng vài chục năm, sau khi gặp Tần Chấn Lâm, bà lại bị hạ gục ngay. Đều tại đứa con gái ngoan của ông, Tần Chấn Lâm, nếu Tần Nhã Hân kia dám làm tổn thương con gái và cháu ngoại tôi, bà đây sẽ không nể mặt đâu. Lệ Uyển đến đế đô mấy ngày nay, cũng đã dò hỏi sự tình, cho nên bà mới đến tìm Tần Chấn Lâm. Tần Chấn Lâm lúc này đối lý, khi thế yếu đi vài phần, tôi sẽ có cách tìm được Nhã Hân. Tô Yên mê man cả đêm, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, môi trường xa lạ làm cô hoảng sợ. Đây là một căn phòng rất đơn giản, tủ quần áo, cái bàn, cái giường, ngoài ra không còn cái gì dư thừa. Có người đánh ngất cô, nhưng cô lại được tự do, tay chân cũng không bị trói, trông không giống như bị bắt cóc. Căn phòng này cũng có hơi thở cuộc sống, trên tường có treo quần áo của đàn ông. Mẹ! Tô Yên kêu lên. Cô cũng bất chấp vì sao bản thân lại ở đây, xốc chăn lên đi xuống giường. Tô Yên mở cửa muốn ra ngoài, lúc cô nhìn thấy người ở ngoài cửa, kinh ngạc mở to mắt. Chương 358, Tô Yên tìm ra manh mối. Tô Yên nghĩ đến rất nhiều khả năng trong đầu, cũng suy đoán được ai đã đánh ngất cô rồi bắt cóc cô đến nơi đây, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người này sẽ là Lục Thừa Mẫn. Trên tay Lục Thừa Mẫn cầm một chiếc bánh kem nhỏ, trên người vẫn mặc đồ hàng rong rẻ tiền. Cười với Tô Yên, dậy đi nào, ăn chút bánh ngọt đi, ngon lắm đấy. Là cậu đã làm tất cả những chuyện này. Lục Thừa Mẫn, cậu thật là gian xảo, là cậu bắt cóc con của tôi, rồi tìm người gờ yêu ta ết mẹ chồng của tôi đúng không? Tô Yên kích động, cảnh tượng Trần Tố Anh bị đâm, ngã xuống đất giường như đang ở trước mắt cô. Lục Thừa Mẫn mở mịt ngẩn ra, chị dâu, chị đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Người gờ yêu ta ít thím cả là chị mà, bây giờ cảnh sát đang truy nã chị, tôi có lòng tốt nên mới cưu mang chị về. Tôi gờ yêu ta ít mẹ chồng của tôi ư, Tô Yên đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, người ám sát Trần Tố Anh có khuôn mặt giống hệt cô. Người đó giả mạo cô để gờ yêu ta ít Trần Tố Anh. Lục Thừa Mẫn mở điện thoại ra, đưa cho Tô Yên, tự mình nhìn kỹ chút đi. Tô Yên nghi ngờ cầm lấy điện thoại, sắc mặt cô thay đổi rất nhiều. Tin tức cô gờ yêu ta ít chết Trần Tố Anh tràn lan trên mạng, cư dân mạng mắng chửi thậm tệ ở phía dưới khu bình luận. Cô cũng bị truy nã. Tô Yên buồn bã ngồi xuống ghế, đau lòng lau mặt, hét lên, mẹ. Cô không hoảng sợ vì mình trở thành nghi phạm, mà cô đau buồn cho cái chết thương tâm của Trần Tố Anh. Trần Tố Anh đối xử với cô như con gái ruột của mình, cứ như vậy chết ngay trước mắt cô, nhưng cô không thể làm gì được. Tô Yên bật khóc, đau khổ che mặt lại. Hồi lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại. Hai mắt Tô Yên đỏ hoe nhìn Lục Thừa Mẫn, tại sao tôi lại ở đây? Tối hôm qua tôi đi giao bánh cho khách, lúc đi về nhìn thấy chị nằm bên đường nên tôi mới mang chị về. Lục Thừa Mẫn nói, tôi gọi cho anh cả rồi, nhưng không ai nghe máy, lúc đầu tôi định về nhà cũ báo tin, những thím cả bị gờ yêu ta ít, chị lại trở thành nghi phạm, nên tôi không dám đưa chị về. Bên đường, Tô Yên hỏi, cậu có đi qua cầu Nhị Tiên không? Cậu có nhìn thấy người đã gờ yêu ta ít mẹ chồng tôi không? Có thấy người đánh ngất tôi không? Không phải chỗ cầu Nhị Tiên, mà tôi nhìn thấy chị ở ngã tư đường Mã Siêu Đông. Lục Thừa Mẫn rất ân cần đưa khăn giấy cho Tô Yên, cũng may là tôi phát hiện ra sớm, nếu không chị đã bị cảnh sát bắt đi rồi, chị dâu, chị thật sự gờ yêu ta ít thím cả à? Tô Yên nhìn chằm chằm Lục Thừa Mẫn,
trong đầu nhớ lại cảnh cô bị đánh ngất xỉu, cuối cùng ánh mắt rơi vào giá giày ở cửa, trên giá giày có một đôi giày thể thao. Hôm qua khi đi ra ngoài, cô gặp Lục Thừa Mẫn ở nhà cũ của nhà họ Lục, cô nhớ rõ lúc đó Lục Thừa Mẫn đang đi đôi giày thể thao này. Dưới đế đôi giày thể thao màu trắng có dính xi măng. Nếu cô nhớ không lầm, lúc ấy có một đoạn đường đang được thi công trên cầu Nhị Tiên, nơi đó cách không xa nơi cô bị đánh ngất. Nếu như Lục Thừa Mẫn không đến cầu Nhị Tiên, vậy sao đế giày của anh ta lại có thể dính xi măng? Vậy chắc chắn Lục Thừa Mẫn đã nói dối. Trong lòng Tô Uyên căng thẳng, tay chân toát mồ hôi lạnh bởi vì căng thẳng và hoảng sợ. Cả người Tô Uyên run rẩy không kiềm chế được, Lục Thừa Mẫn đưa tay sờ nhẹ lên vai Tô Uyên, giọng điệu quan tâm hỏi, chị dâu. Có chuyện gì vậy, nếu không thì gọi điện cho anh cả, để anh cả đến đón chị nhé. Không, Tô Uyên cự tuyệt trong vô thức, cô đè nén sợ hãi trong lòng, mặt vô cảm bình tĩnh nói, mẹ chồng tôi đã chết, tôi lại trở thành kẻ tình nghi, người gờ yêu ta ết mẹ chồng tôi có một khuôn mặt giống hệt tôi. Nếu tôi xuất hiện vào lúc này, thì Lục Cận Phong nhất định sẽ không tin tôi, cho dù anh ấy không giao tôi cho cảnh sát, nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ấy sẽ càng thêm đau khổ. Lục Thừa Mẫn gật đầu nói, nghe nói anh cả nhập viện rồi, thím cả chết thảm, anh cả tức giận đến nỗi hộc máu, chị dâu lo lắng cũng phải, nếu chị xuất hiện vào lúc này, chính chị cũng sẽ rất nguy hiểm, anh cả đang rất kích động, nếu xảy ra thêm chuyện gì nữa thì sẽ không ai chăm lo đến tứ bảo được. Vừa nghe thấy Lục Cận Phong hộc máu, trong lòng Tô Uyên đau nhói, cô hận không thể phi như bay đến bên cạnh Lục Cận Phong, nhưng cô không thể. Tô Uyên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, xác định rõ cô sẽ làm gì. Em hai, bây giờ tôi không có chỗ nào để trốn, cũng không có chỗ nào để đi, cậu có thể để tôi tiếp tục ở lại đây được không? Tô Uyên vội vàng nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không để liên lụy cậu, nếu như cảnh sát tìm tới cửa thì tôi sẽ nói là tôi cưỡng bách cậu, bây giờ tôi rất hoang mang lo sợ. Không biết phải làm sao bây giờ, tôi không thể để bị bắt được, con của tôi vẫn chưa tìm được nữa, em hai, cậu có thể giúp tôi được không? Tô Uyên tỏ ra yếu đuối, tỏ ra mình sợ hãi và lo lắng hết mức có thể, chỉ vì có thể ở lại, cô nắm chặt tay Lục Thừa Mẫn, ánh mặt khẩn cầu nhìn anh ta. Khi một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp bất lực khóc lóc, khóc xinh đẹp đến mức như hoa lê dính hạt mưa, thử hỏi đàn ông có mấy ai chịu được. Lục Thừa Mẫn liếc nhìn tay Tô Uyên, anh ta có thể cảm giác được Tô Uyên đang sợ hãi, lúc này anh ta mới có cảm giác được cần. Chị dâu, chị đừng lo lắng, nếu chị muốn ở lại thì cứ ở, tôi sẽ không giao chị cho cảnh sát, chỉ là nơi này đơn sơ, đành để chị phải chị chịu ủy khuất rồi. Không sao. Tô Uyên tự giễu cười, tôi hiện tại là tội phạm bị truy nã, chỉ cần có thể sống sót là được, còn có thể yêu cầu cái gì nữa. Chỉ cần không phải chị là người gờ yêu ta ết. Thì tôi tin cảnh sát sẽ trả lại trong sạch cho chị. Lục Thừa Mẫn mở bánh kem ra, chị dâu, ăn chút gì đi. Cảm ơn. Tô Uyên sớm phát hiện tai nghe trong quần áo đã biến mất, trên người cũng không có công cụ liên lạc gì. Cô cho Lục Thừa Mẫn mặt mũi, nể mặt ăn miếng bánh ngọt, nói tôi tận mắt nhìn thấy mẹ chồng bị một người phụ nữ gờ yêu ta ết chết. Sau đó tôi bị đánh ngất, tôi không biết những chuyện xảy ra sau đấy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ngất xỉu ở đường Mã Siêu Đông. Việc này nếu nói ra, chỉ sợ rằng sẽ không ai tin. Chị dâu, chỉ cần chị không làm, cảnh sát sẽ tra rõ ràng. Lục Thừa Mẫn an ủi nói, chị ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ đến tiệm bánh, thuận tiện hỏi thăm tin tức, rồi sắp xếp cho chị và anh cả bí mật gặp nhau, anh cả yêu chị như thế, chắc chắn sẽ tin tưởng chị. Không, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy, cũng không có mặt mũi để nhìn anh ấy, cậu đừng nói cho anh ấy biết tôi ở đây, tôi không muốn liên lụy tới anh ấy. Tô Uyên ôm đầu, đau khổ nói, bây giờ trong đầu tôi rất loạn, không muốn nghĩ đến gì hết, người nào cũng không muốn gặp. Được rồi, tôi sẽ không nói cho anh cả, chị dâu, chị nghỉ ngơi tốt đi, tối nay tôi sẽ mang đồ ăn tới cho chị. Cảm ơn. Khi Lục Thừa Mẫn rời đi, anh ta liếc nhìn Tô Uyên bàng hoàng hoảng sợ ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt, trông rất sợ hãi. Lục Thừa Mẫn hơi câu lên khóe miệng, đóng cửa rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, biểu cảm trên mặt Tô Uyên trầm xuống, ánh sáng trong mắt cũng từng ly từng tí một lạnh dần, cô đi tới bên cửa sổ, nhìn về phương xa, trong lòng nói, Lục Cận Phong, chờ em trở lại. Biệt thự Nam Sơn. Sau khi nhìn thấy thi thể của Trần Tố Anh, Lục Cận Phong đã trực tiếp đến tìm gặp Lê Lan. Trước đó Hạ Vũ không hỏi ra được gì, Lục Cận không đợi được nữa, tự mình ra tay. Lê Lan bị trói trên ghế,
Cô ta kinh hãi nhìn Lục Cận Phong, ngài Lục, anh đang giam cầm trái phép, sẽ phải ngồi tù đấy. Mẹ tôi đã chết, vợ tôi trở thành nghi phạm, bây giờ cô lại con mẹ nó nói tôi sẽ phải ngồi tù. Hai con mắt của Lục Cận Phong đỏ lừ, bóp lấy cổ Lê Lan, bây giờ ông đây ngay cả ý muốn gợi yêu ta ít người cũng có. Lê Lan, cô muốn lấy tính mạng của mình ra để khiêu chiến với sự kiên nhẫn của tôi, cô có thể thử xem tôi rốt cuộc có dám gợi yêu ta ít người hay không. Lê Lan bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệnh, cô ta có thể thấy rõ ràng sát ý trong mắt Lục Cận Phong, việc này không giống với lúc trước chỉ dọa sợ cô ta thôi. Lục Cận Phong dám làm thật. Lê Lan không nghi ngờ gì về việc Lục Cận Phong sẽ ra tay thật. Tôi nói. Lê Lan bị bóp cổ, rất khó để nói chuyện, đúng là có một người đàn ông bắt cóc đứa nhỏ đi, tôi đã gặp qua người đàn ông đó vài lần. Lục Cận Phong buông cô ta ra, nói tiếp đi. Cổ họng Lê Lan khó chịu, ho khan vài tiếng, nói trước khi đứa trẻ bị bắt cóc, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông lẻn vào trường học mấy lần. Người đàn ông đó luôn nhìn chằm chằm Lục Cảnh Mặc, tôi còn tưởng rằng là bọn buôn người, muốn đánh chủ ý lên người Lục Cảnh Mặc, vậy nên tôi đã bí mật để mắt tới, bí mật chụp một bức ảnh của người đó. Chương 359, diệt khẩu. Đưa bức ảnh cho tôi. Lục Cận Phong không nói nhảm chút nào, giọng nói lạnh lùng. Cộng thêm ánh mắt đã sưng lên khi chiến đấu với Hùng Sư vào đêm qua, trên khuôn mặt cũng có những vết thương khác, sắc mặt Lục Cận Phong lạnh lùng trông đặc biệt đáng sợ. Ở trong điện thoại, Lê Lan run giọng nói, điện thoại ở trong túi sách của tôi. Khi Hạ Vũ đưa cô ta đến, túi sách của Lê Lan cũng ở trên người cô ta. Lục Cận Phong lấy điện thoại từ trong túi ra, khi nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình bảo vệ điện thoại của Lê Lan là chính mình, anh không có chút phản ứng gì. Thay vào đó Lê Lan lại thận trọng từng ly từng tí một, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng liếc nhìn Lục Cận Phong, quan sát phản ứng Lục Cận Phong. Ảnh chụp màn hình trên điện thoại là bí mật của cô ta, xưa nay cô ta không bao giờ để Lục Thừa Mẫn nhìn vào điện thoại của cô ta, chính là bởi cô ta đã cất giấu bí mật này. Cô ta luôn ngưỡng mộ Lục Cận Phong, việc làm bạn gái của Lục Thừa Mẫn chỉ là để gần Lục Cận Phong thêm một bước thôi. Lê Lan cẩn thận bảo vệ bí mật từng ly từng tí một. Nhưng ở trong mắt Lục Cận Phong thì lại không đáng giá một đồng, cũng không có bấy kỳ ý nghĩa gì. Mặt Lục Cận Phong không biểu cảm hỏi, mật khẩu điện thoại. 1362, Lê Lan nói ra mật khẩu. Chuyên BX, Lục Cận Phong mở khóa điện thoại, mở album ảnh ra, trong album ảnh của Lê Lan có rất nhiều ảnh của anh, đều là do Lê Lan chụp từ tạp chí hoặc trên TV. Lục Cận Phong nhíu mày, tìm những bức ảnh gần đây nhất của Lê Lan. Lúc đó Lê Lan chỉ chụp ảnh được khía cạnh của người đó, nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Lục Cận Phong liếc mắt một cái nhận ra người trong bức ảnh ngay, một người mà anh chưa từng nghĩ tới. Lạc Gia Bách. Đại ca, để em xem. Vạn Nhất vươn đầu liếc mắt một cái, nhưng không nhận ra, đại ca, người này là ai? Đêm qua chúng ta đắc tội với người này khi nào? Một tên biến thái theo đuổi Yên Yên. Lục Cận Phong cầm điện thoại hỏi Lê Lan. Người này đã bắt cóc con trai của tôi sao? Đúng vậy. Lê Lan gật đầu, lúc đó người này trà trộn trong đám người, tan học trước cổng trường có rất nhiều người, anh ta thừa dịp lúc bác gái không để ý, bắt cóc đứa nhỏ đi, nhưng mà tôi đoán rằng, người này ban đầu muốn ra tay với Lục Cảnh Mặc. Một đứa trẻ chưa tới 3 tháng, còn dễ xử lý hơn là đứa trẻ 6 tuổi. Lạc Gia Bách cũng tạm thời thay đổi ý định, mới bắt cóc Tứ Bảo đi. Nếu như lúc ấy Trần Tố Anh không phải dẫn theo Tam Bảo với Tứ Bảo đi đón Hạ Vũ Mặc tan học, thì Lạc Gia Bách cũng không có cơ hội ra tay với Tứ Bảo. Sau khi biết là ai bắt cóc đứa nhỏ rồi, Lê Lan cũng không còn giá trị nữa, Lục Cận Phong lạnh lùng nói, đưa đến đồn cảnh sát. Cung cấp thông tin sai sự thật, che giấu sự thật không trình báo, cản trở cảnh sát xử lý vụ án, đủ để Lê Lan ở trong đó 1 năm rưỡi. Nghe câu mình sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát, Lê Lan hoảng sợ nói, ngài Lục. Tôi đã nói sự thật rồi, tại sao anh còn muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát? Ngài Lục, anh tha cho tôi lần này đi, lần sau tôi không dám làm vậy nữa. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ cung cấp thông tin sai sự thật, tôi chỉ định nói chuyện đó sau vào tối nay thôi, thật mà. Lê Lan thật sự có ý định như vậy, Tứ Bảo mất tích càng lâu, người nhà họ Lục càng lo lắng. Nếu cô ta cung cấp manh mối càng hữu dụng, thì nhà họ Lục thiếu ân tình của cô ta càng lớn, lúc đó Lục Cận Phong mới có thể chú ý tới cô ta. Mặt Lục Cận Phong không hề thay đổi, giọng điệu lạnh lùng, trước kia ông đây tốt bụng quá mà. Bởi vì sự tốt bụng của mình mà Trần Tố Anh mới có thể chết bi thảm như vậy,
anh không để Lê Lan chôn cùng là tốt lắm rồi. Hạ Vũ lập tức thi hành mệnh lệnh, tống Lê Lan đến đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, Lục Cận Phong nhận được cuộc gọi từ thư ký Lâm Vi, ngài Lục, sổ sách của công ty đã bị đánh cắp, do một nhân viên mới tên là Lạc Gia Bách làm, là bạn học của Tổng Giám Đốc Tô, được nhận lúc đó, tôi không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Vẻ mặt Lục Cận Phong càng lạnh lẽo hơn, cúp điện thoại, ra lệnh cho những người xung quanh, trong vòng một tiếng, đưa Lạc Gia Bách đến trước mặt tôi. Lạc Gia Bách biết chuyện đã bị bại lộ nên đã thu dọn đồ đạc bỏ chạy, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn để lấy trộm sổ sách của công ty. Sau khi Lạc Gia Bách rời khỏi căn nhà cho thuê của mình không lâu, anh ta nghe thấy âm thanh của chiếc xe cảnh sát đang đi về phía căn nhà cho thuê của mình. Lạc Gia Bách ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa căng thẳng vừa hoảng sợ. Lưu Tuyền cũng sợ hãi, Lạc Gia Bách, chúng ta phải làm sao bây giờ, cảnh sát đã tìm tới rồi. Cô đang hoảng sợ cái gì, chờ đã, tôi gọi cho người đó đã. Lạc Gia Bách lấy điện thoại di động ra bấm gọi điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người kết nối. Lạc Gia Bách nóng lòng nói, hiện tại cảnh sát đã tìm tới cửa, cậu phải giúp tôi. Cảnh sát tìm tới cửa, vậy mà cậu còn gọi điện thoại cho tôi, cậu muốn kéo theo tôi xuống nước à? Chúng ta đang ở trên cùng một thuyền mà, đứa trẻ bị cô bắt đi, cô không thể qua sông phá bỏ đoạn cầu này, nếu như tôi bị bắt thì cô cũng đừng nghĩ trốn. Lạc Gia Bách đe dọa nói, bây giờ đưa cho tôi 500 vạn ngay, sau đó thu xếp cho tôi để tôi rời khỏi đế đô, tôi sẽ ra nước ngoài để tránh bão. Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó nói, được rồi, giao dịch ngân hàng bây giờ không an toàn, tôi sẽ cử người mang tiền đến cho cậu, sau đó đưa cậu rời đi, bây giờ cậu cứ trốn trước đi, một tiếng sau, gặp ở ngã tư của đường Vành Đai. Được rồi, cô đừng lừa tôi đấy, mau chóng mang tiền tới đây đi. Sau khi cúp điện thoại, bây giờ Lạc Gia Bách không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời đối phương. Lưu Tuyền nói, có sợ sẽ bị lừa không? Người đó thật sự đồng ý đưa 500 vạn ư, Lạc Gia Bách, tôi sợ rồi, tôi sẽ không đi đâu. Lưu Tuyền muốn thoát ra, nhưng cô ta biết rất rõ rằng nếu cô ta đi theo Lạc Gia Bách như thế này, cô ta sẽ không thể quay đầu lại. Sợ thì đừng đi theo, 500 vạn này ông đây sẽ hưởng thụ một mình. Thêm một người thì thêm một phần nguy hiểm hơn, Lạc Gia Bách cũng không muốn mang theo Lưu Tuyền. Bây giờ Lạc Gia Bách đã bắt đầu mơ tưởng đến cảnh cầm số tiền đó rồi ra nước ngoài sống một cuộc sống nhàn hạ, đợi đến khi ra nước ngoài rồi, anh ta lại tìm cơ hội để bán sổ sách, tiêu xài cả đời cũng không lo. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đến sổ sách của tập đoàn Yên Phong. Vùng ngoại ô, trong một nhà máy bỏ hoang, Tần Nhã Hân cười lạnh, hỏi người phía sau, người của Hùng Sư đã trở lại chưa? Ngay khi vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng động. Chính là đám người của Hùng Sư. 8 người, tất cả trên người bọn chúng đều có vết thương, cái nặng cái nhẹ. Người đứng đầu Giác Sơn là người bị thương nặng nhất. Tần Nhã Hân khá kinh ngạc, các anh là lính đánh thuê quốc tế, chỉ một người như Lục Cận Phong cũng có thể làm thương các người thành thế này. Giác Sơn rất xấu hổ, nói, nhiệm vụ không hoàn thành, bọn tôi đã không lấy được mạng của Lục Cận Phong, bọn tôi sẽ hoàn trả một nửa số tiền mà cô đã trả cho bọn tôi. Còn một nửa còn lại, coi như chi phí thuốc men cho đám anh em bọn tôi. Lấy mạng của Lục Cận Phong, ánh mắt Tần Nhã Hân thay đổi, cô ta nghiêm nghị nói, ai bảo các anh lấy mạng của Lục Cận Phong. Tôi chỉ bảo các anh ngăn cản anh ấy, không cho anh ấy trở về trong thành phố, ai nói muốn lấy mạng của anh ấy. Ai dám lấy mạng của anh ấy thì tôi sẽ lấy mạng của người đó. Mấy người của Hùng Sư hai mắt nhìn nhau, Giác Sơn nói, không phải cô để cho người khác nói với tôi. Lấy mạng của Lục Cận Phong sao? Tần Nhã Hân rất tức giận, tôi phí hết công sức sắp đặt việc lớn như vậy, nếu mà Lục Cận Phong chết thật, vậy thì không phải tôi uổng phí công sức rồi sao? Thứ tôi muốn là làm Lục Cận Phong chán ghét Tô Yên, hận Tô Yên, tôi bảo các anh giết Trần Tố Anh cho tôi, vậy mà các anh lại giết Lục Cận Phong, vậy những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Giác Sơn nói, đó là việc của cô, bọn tôi chỉ lấy tiền của cô, cầm tiền làm theo yêu cầu thôi. Tần Nhã Hân tức giận đến mức không chịu được, cũng may Lục Cận Phong không có chết, nếu không thì thật lãng phí thời gian. Chương 360, yếu thế. Bịt miệng một tên tiểu nhân, điều này đối với Hùng Sư mà nói, quá đơn giản rồi. Có tiền mà không lấy là một kẻ ngu. Giác Sơn nhận việc này. Khi đám người của Hùng Sư vừa mới rời đi, Tần Nhã Hân lập tức gọi điện thoại ra ngoài, là anh yêu cầu đám người của Hùng Sư ra tay với Lục Cận Phong đúng không? Ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông,
phụ nữ các cô làm việc rất do dự thiếu quyết đoán, Tần Nhã Hân, chung quy lại cô vẫn không đủ tàn nhẫn. Tôi làm việc, khi nào đến lượt anh chỉ dạy tôi? Tần Nhã Hân cảnh cáo một cách hung ác, nếu như anh còn có suy nghĩ ra tay với anh ấy một lần nữa, đừng trách tôi trở mặt, cho dù muốn ra tay với anh ấy, vậy cũng chỉ có thể là tôi ra tay. Có thời gian để nổi giận với tôi, không bằng cô cứ nghĩ cách xem làm thế nào để thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, Lục Cận Phong cũng không phải là kẻ ngốc, anh ta sẽ nhanh chóng đoán ra được là cô. Người giết Trần Tố Anh là Tô Yên, đoán được tôi thì thế nào, Tô Yên bị người khác cưỡng hiếp, lại còn giết Trần Tố Anh, bây giờ người cũng đã trốn thoát rồi, tung tích cũng không rõ, bây giờ Lục Cận Phong nhất định rất hận Tô Yên đấy. Tần Nhã Hân nghĩ tới thì cũng cảm thấy vui sướng, nhưng cô ta cũng cảm thấy kỳ quái, Tô Yên đã đi đâu chứ? Tuy nhiên câu nói tiếp theo của đối phương đã khiến Tần Nhã Hân cảm thấy vui không nổi. Cô có thể tìm người đóng giả thành bộ dạng của Tô Yên, nhưng cô không nghĩ rằng Tô Yên cũng có thể tìm người đóng giả thành chính mình sao? Ý của anh là gì? Người vào quán bar lúc đó không phải là Tô Yên, mà là Lâu Doanh. Đối phương nói cảnh sát cũng không phải là kẻ ngốc, họ phản ứng lại rất nhanh chóng, một đêm lại có tới ba người Tô Thanh xuất hiện, cô đúng là đồ ngu. Tần Nhã Hân kinh sợ, cô ta thật sự không biết chuyện này, đột nhiên cô ta phản ứng lại, lúc đó thông qua camera giám sát, cô ta nhìn thấy Tô Yên trong camera quả thực có gì đó không ổn, không ngờ rằng người đó là Lâu Doanh. Tần Nhã Hân hỏi, bây giờ Tô Yên đang ở đâu? Anh chắc chắn biết. Bây giờ cô không nên quan tâm đến việc Tô Yên đang ở đâu, điều cô nên quan tâm là giải quyết Lục Cận Phong, không phải là anh ta chết, thì là chúng ta chết. Ở đầu dây bên đó nói xong thì cúp máy. Tần Nhã Hân tức giận đến mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại, lúc này, bé Tư đang ngủ bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc, đói rồi, cậu bé khóc òa lên. Sau khi Tần Nhã Hân nhận được đứa nhỏ, cô ta vốn dĩ định rời khỏi đế đô, nhưng cô ta vẫn muốn ở lại xem kết cục của Tô Yên, vì vậy mới không rời đi. Nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, Tần Nhã Hân nén cơn giận, đi đến bế đứa nhỏ, cũng thật sự kỳ lạ, bé Tư vừa chui vào trong lòng Tần Nhã Hân thì không khóc nữa rồi. Tần Nhã Hân mỉm cười, thật là thông minh đấy, nhỏ như vậy đã biết thức thời rồi, có phải đã đói rồi không? Đừng lo, bây giờ dì sẽ bảo người pha sữa bột cho con. Nói xong, Tần Nhã Hân thét lên một tiếng với người bên cạnh, còn ngẩn người ra đó làm gì, đi pha sữa bột đi, không nhìn thấy đứa nhỏ đói rồi à? Vâng, cô chủ. Khuôn mặt của Tần Nhã Hân vẫn còn quấn băng gạc, cô ta vẫn chưa hề tháo ra, mà cũng chưa đến lúc có thể tháo ra. Tần Nhã Hân bế bé Tư ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn giản, vươn tay ra trêu chọc bé Tư, bộ dạng trông thật sự dễ thương, mắt mũi rất giống với bố con, bé Tư à, hay là con đi cùng dì có được không, dì nhất định sẽ tốt với con. Bé Tư vừa phun nước bọt vừa cười, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu thật sự có thể làm trái tim người khác tan chảy. Tần Nhã Hân không khỏi vui vẻ nói, bé Tư, con cũng thích dì đúng không, con ngoan quá. Bé Tư nhúc nhích đầu lưỡi và môi. Từ trong miệng phát ra tiếng ư ư, bé Tư được 3 tháng tuổi rồi, giống như đang bi bô, muốn học nói chuyện vậy. Ôi chao, bé Tư muốn nói gì với gì sao? Tần Nhã Hân cười đến mức nở gan nở ruột, trên thế giới này, điều khó kháng cự nhất hẳn là một đứa trẻ sơ sinh giống như một tờ giấy trắng vậy. Bé Tư vui vẻ đến mức đôi tay cũng không ngừng vẫy vẫy, chân cũng không ngừng đạp, rất thích thú, làm cho Tần Nhã Hân cũng bật cười thành tiếng, tâm trạng vô cùng tốt. Các thuộc hạ đã mang sữa bột đến, Tần Nhã Hân cũng đích thân đút cho bé Tư uống, bé Tư uống rất vui vẻ, 10 phút sau đã uống xong một bình sữa. Nể tình bé Tư như vậy, Tần Nhã Hân cũng không nhẫn tâm làm hại bé Tư, không những như vậy, cô ta cũng đối xử với bé Tư rất tốt, nhìn thấy bé Tư nhổ sữa làm bẩn quần áo của mình, cô ta lập tức căn dặn người đi mua quần áo mới và một số đồ chơi nữa. Bé Tư đi đại tiện, đi tiểu, Tần Nhã Hân cũng tự mình thay tã lót. Bất kỳ người nào khác đụng vào bé Tư sẽ khóc òa lên, nhưng chỉ cần Tần Nhã Hân bế cậu bé Tư sẽ vui vẻ. Bé Tư chỉ là phục tùng của Tần Nhã Hân, nhưng Tần Nhã Hân lại có cảm giác được người khác rất cần, vì vậy cô ta cũng vui vẻ bế bé Tư. Cuối cùng, tay của Tần Nhã Hân đau mỏi, muốn ngồi cũng không được, mông vừa chạm vào ghế sofa, bé Tư đã òa khóc lên, y muốn Tần Nhã Hân bế đi, còn muốn cô ta không ngừng nói chuyện với cậu bé. Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tần Nhã Hân cũng không muốn bế nữa rồi, nhưng nhìn thấy bé Tư cười với cô ta ngọt ngào như vậy, cô ta lại mềm lòng, vẫn bế cậu bé trên tay. Đồng thời, Lục Cận Phong cũng điều tra ra được tung tích của Lạc Gia Bách,
anh trực tiếp dẫn người đến đó. Tìm bé Tư, tìm Tô Yên và tóm lấy hung thủ đã giết hại Trần Tố Anh. Lục Cận Phong một chút cũng không dám dừng lại nghỉ. Lãnh Phùng bên này cũng dẫn người đi tìm tung tích của Tô Yên, cho dù có phải là do Tô Yên giết hay không, thì cũng phải tìm ra được. Lâu Doanh cũng rất lo lắng, điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy được an ủi chính là Bạch Phi Minh đã ra ngoài rồi. Do Lãnh Phùng nộp tiền bảo lãnh, Lệ Quốc Minh đã bị bắt về, Lãnh Phùng cũng nói chuyện giữ lời, cầu xin cấp trên tha thứ. Hơn nữa trước đây Bạch Phi Minh cũng đã lập công, bị Lệ Quốc Minh uy hiếp, mà năng lực của Bạch Phi Minh cũng rõ như ban ngày, người của cấp trên cũng tiếc nhân tài, cũng muốn thu nhận Bạch Phi Minh và Lâu Doanh để dùng. Cho dù trải qua một phiên tòa án thẩm vấn, Bạch Phi Minh nhiều lắm cũng chỉ phải thi hành án ngoài nhà tù, nếu như lập công trong thời gian thi hành án, có biểu hiện tốt thì có thể được giảm nhẹ hình phạt và được trả tự do sớm hơn. Lâu Doanh chắc chắn sẽ đích thân đến đón Bạch Phi Minh. Đã lâu không gặp nhau như vậy, Lâu Doanh nhìn thấy Bạch Phi Minh thì chạy đến ôm chầm, Phi Minh, nhớ cậu đến chết mình rồi, cậu xem cậu kìa, béo quá rồi. Bạch Phi Minh, đồ ăn bên trong này rất tốt, lại không cần làm việc, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, không béo mới lạ. Lần này xem như đội trưởng Lãnh nói chuyện giữ lời. Lâu Doanh rất vui, nhưng cũng có chuyện không vui, Phi Minh, tụi mình có chuyện phải làm rồi, chị gái mình mất tích rồi. Có người đóng giả thành chị mình và giết chết Trần Tố Anh, sau đó đã nhảy xuống sông bỏ trốn, bây giờ chị mình lại mất tích không rõ nguyên nhân, chị ấy phải gánh chịu nỗi oan ức này rồi. Bạch Phi Minh vô cùng bất ngờ, cô ta đã vào tù lâu như vậy rồi, lúc ra ngoài tại sao lại cảm thấy bầu trời đều thay đổi cả rồi. Lên xe trước đã, Bạch Phi Minh cũng không nói lời thừa. Tô Yên xảy ra chuyện, Lâu Doanh chắc chắn rất lo lắng. Lâu Doanh đón Bạch Phi Minh rồi rời đi. Trên đường đi, cô ta thuận miệng hỏi, Phi Minh, khoảng thời gian này cậu bị giam ở đâu vậy? Đội trưởng Lãnh nói anh ta cũng không biết cậu bị chuyển đến nơi nào. Một tia sáng khác thường xẹt qua mắt của Bạch Phi Minh, cô ta nói, mình cũng không biết, mình luôn bị bịt mắt mà. Lâu Doanh cũng không đa nghi, cô ta nói, chúng ta đi gặp anh rể của mình trước đã. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tô Yên thật thà ở trong căn nhà cho thuê của Lục Thừa Mẫn và không đi đâu cả. Trời sập tối, cô nghe thấy tiếng chìa khóa đang mở cửa, thần kinh cô lập tức căng thẳng, hai tay ôm chặt đầu gối, ngồi ở đầu giường dựa vào vách tường, thời điểm Lục Thừa Mẫn đi vào, tâm trạng nhanh chóng trở nên ủ rũ. Trong khoảnh khắc Lục Thừa Mẫn mở cửa, điều anh ta nhìn thấy chính là hình ảnh tuyệt đẹp như vậy. Tô Yên giống như con thỏ bị sợ hãi, hai mắt đỏ bừng, nhìn anh ta với vẻ thấp thỏm lo âu, ánh chiều tà của mặt trời lặn xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào trên người Tô Yên giống như được phủ một vầng sáng nhạt, vô cùng đẹp. Lục Thừa Mẫn luôn biết Tô Yên rất đẹp, từ khi Tô Yên mới vào công ty, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô, anh ta đã bị rung động bởi vẻ đẹp của cô. Tô Yên của trước đây giống như con nhím có gai luôn châm chọc khiêu khích anh ta, trong lời nói thì lúc nào cũng bảo vệ Lục Cận Phong, cũng vài lần từ chối hợp tác với anh ta. Phụ nữ càng khó chinh phục thì ham muốn chinh phục của đàn ông càng mãnh liệt. Chị dâu. Đói rồi không, ăn chút gì đi. Lục Thừa Mẫn đi vào. Tô Yên hỏi, bây giờ bên ngoài thế nào rồi? Chương 361, đó là một con hồ ly ngàn tuổi đang giở cái trò gì vậy? Tô Yên sốt sắng muốn biết bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra, vì vậy cô lộ hết tâm tư lên trên mặt. Tất nhiên, đây là những tâm tư cô muốn Lục Thừa Mẫn nhìn thấy. Lục Thừa Mẫn lắc đầu, tôi bận rộn ở tiệm bánh ngọt, chưa từng đi tới căn nhà cũ nhà họ Lục. Bây giờ tình hình như thế nào tôi cũng không rõ nữa. Lát nữa tôi sẽ tới nhà cũ một chuyến xem sao. Ồ, Tô Yên đột nhiên lộ ra vẻ chán nản, ôm đầu đau lòng, nhất định là anh ấy rất hận tôi, em hai, tôi rất muốn đi tìm anh ấy, nhưng tôi sợ, tôi không muốn ngồi tù, tôi cũng sợ anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận. Chị dâu, chị đừng suy nghĩ bậy bạ, cảnh sát nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho chị. Lục Thừa Mẫn an ủi nói, ăn chút gì trước đã. Tô Yên lắc đầu, tôi không muốn ăn, cũng không nuốt nổi. Tô Yên vùi đầu vào giữa hai chân mình, hoàn toàn ở trong trạng thái không làm chủ được tinh thần. Lục Thừa Mẫn cũng không ép buộc cô, anh ta bước tới bình đựng nước rót cho cô một ly nước, vậy uống chút nước đi. Tô Yên hít sâu một hơi, uống mấy ngụm nước, rồi dò hỏi, em hai, có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cậu dùng một lát được không? Lục Thừa Mẫn không chút do dự, rất bình tĩnh lấy điện thoại ra, chị cứ dùng đi. Tôi đi xuống bếp xem sao. Lục Thừa Mẫn cố ý bước đi, đóng cửa lại,
rồi để cửa hở một chút, còn người thì nấp sau cánh cửa để theo dõi nhất cử nhất động của Tô Yên. Vẻ mặt Tô Yên vẫn bình tĩnh, cô không tùy tiện lục điện thoại của Lục Thừa Mẫn mà chỉ lên mạng xe thử những hot search trên đó. Con dâu giết mẹ chồng. Vụ án cực kỳ nghiêm trọng này đã luôn xuất hiện trong bảng hot search, thu hút rất nhiều cư dân mạng theo dõi. Khu vực bình luận vẫn đầy ắp những lời mắng mỏ, Tô Yên một tay che miệng, chớp chớp mi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Có vẻ như cô đã hoàn toàn sụp đổ sau khi không thể chịu được áp lực cực kỳ lớn của dư luận. Tô Yên khóc trong sự kiềm nén, ngón tay cái của bàn tay còn lại không ngừng lướt khu vực bình luận, cô dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, Tô Yên nhìn thấy một người có tên trên mạng là Đát Kỷ xinh đẹp nhất đang phản bác lại những người khác trong khu vực bình luận. Tô Yên che giấu nội tâm đang kích động của mình lại, một tay nhanh chóng thực hiện thao tác, đăng nhập ức clone Weibo của mình, để lại một lời nhắn cho Đát Kỷ xinh đẹp nhất, chỉ có ba chữ chị rất ổn. Sau khi gửi đi, Tô Yên liền lập tức ao. Cô không dùng điện thoại di động của Lục Thừa Mẫn để liên lạc với Lục Cận Phong, bởi vì với sự hiểu biết của cô về Lục Cận Phong, nếu như biết cô đang ở chỗ của Lục Thừa Mẫn, anh nhất định sẽ tìm đến cô, như vậy thì kế hoạch của cô sẽ trở thành vô ích rồi. Cô mượn điện thoại di động của Lục Thừa Mẫn để dùng, mục đích lớn nhất là để cho Lục Thừa Mẫn buông lỏng cảnh giác. Trần Tố Anh chết thảm, trong lòng Lục Cận Phong chắc hẳn rất đau đớn, bây giờ cô có cơ hội để tìm lại được con trai mình, cô nhất định phải nắm bắt lấy. Lục Thừa Mẫn quan sát bên ngoài một hồi rồi đi vào, khóe mắt anh ta liếc nhìn Tô Yên, phát hiện Tô Yên chỉ xem những bình luận trên hot search, rồi an ủi chị dâu, đừng xem những thứ này nữa, những người này không biết chân tướng của sự việc, bọn họ chỉ là một đám não tàn, chỉ là mù quáng hùa theo mà thôi. Bây giờ tôi đã trở thành một đứa con dâu ác độc. Tôi đã từng nở mày nở mặt như thế nào, nhưng bây giờ lại sa sút như vậy. Nếu không phải em hai chịu thu nhận tôi thậm chí còn không có chỗ để đi. Tô Yên trả lại điện thoại di động lại cho Lục Thừa Mẫn, cả người phờ phạc dựa vào đầu giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói, nếu như lần này tôi có thể không sao, tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của em hai. Sau đó tôi sẽ nói với ông nội và Lục Cận Phong, để cho cậu trở về nhà họ Lục. Lục Thừa Mẫn nút điện thoại di động vào túi, cười hờ hững, cuộc sống của tôi bây giờ cũng khá tốt, tôi chưa từng nghĩ tới việc về nhà họ Lục. Sống một cuộc sống đơn giản, bớt lo lắng cũng rất ổn. Lục Thừa Mẫn trước đây cũng không quan tâm đến danh lợi, từ sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Lục Thừa Mẫn chưa từng vươn tay cầu xin sự giúp đỡ với nhà họ Lục, cho dù là chuyển gạch trên công trường hay mở tiệm bánh ngọt, có vẻ như anh ta đã thực sự đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục. Cũng chính vì như vậy mà Lục Cận Phong và cô đều bị lừa, cũng đã quên mất trước đây Lục Thừa Mẫn đã hao tâm tổn sức như thế nào để giành được quyền thừa kế của công ty. Đúng lúc này, giọng nói của Lục Gia Hành từ ngoài phòng khách truyền đến, Tiểu Mẫn, con còn ở trong nhà làm gì vậy, thím cả của con đã mất rồi, các chi nhánh trong nhà họ Lục đều đến nhà cũ để chia buồn, chúng ta cũng mau đến đó thôi. Đừng để đắc tội với người ta, đến lúc đó chúng ta muốn qua về nhà họ Lục cũng rất khó. Những lời Lục Gia Hành nói Tô Yên đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, Lục Thừa Mẫn vừa nói là sẽ không quay lại, ngay sau đó Lục Gia Hành đã để lộ ra tâm tư của Lục Thừa Mẫn. Như thế này có thể gọi là tát vào mặt không? Tô Yên không nói gì, chỉ nhìn Lục Thừa Mẫn bằng ánh mắt phức tạp. Lục Thừa Mẫn hiển nhiên là có chút khổ não, không giữ được mặt mũi, bước ra ngoài, cha, con không hề nói muốn về nhà họ Lục. Nếu con muốn về thì đó cũng là việc của con. Con họ Lục, thì chính là người nhà họ Lục. Giọng nói của Lục Gia Hành càng lúc càng gần, ông ta bước vào, nhìn thấy Tô Yên ở trong phòng, kinh ngạc chỉ vào Tô Yên, lắp bắp nói Tô Yên. Cô ta là tội phạm bị truy nã, Tiểu Mẫn, tại sao cô ta lại ở đây? Mau giao cô ta ra đi. Lục Thừa Mẫn mặt tối sầm lại, kéo Lục Gia Hành ra ngoài. Tô Yên nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng không nghe được hai cha Lục Thừa Mẫn đang nói cái gì. Đọc truyện hay, truy cập ngay tương đương TRCMTRCUEL. Việt Nam tương đương. Ngoài cửa, Lục Thừa Mẫn nói, cha cứ coi như chưa thấy gì đi. Con làm việc có chừng mực mà. Tiểu Mẫn, đó là tội phạm bị truy nã. Hiện tại con đang che giấu tội phạm truy nã đấy, đó chính là tội bao che. Lục Gia Hành có chút khích động nói, mau giao người ra đi. Lục Thừa Mẫn kéo Lục Gia Hành đi tới cửa, ánh mắt đột nhiên trở nên tối sầm lại, cha cứ tin tưởng con một lần đi, con sẽ chứng minh cho cha thấy con không kém hơn Lục Cận Phong. Lục Gia Hành bị ánh mắt Lục Thừa Mẫn làm cho chấn động, nhất thời quên mất phải nói gì.
Lục Thừa Mẫn buông ông ta ra, đến nhà cũ họ Lục chia buồn đi, cha nhớ, nếu nhiều lời ắt sẽ xuất hiện sai lầm. Lục Gia Hành có chút bối rối, nhưng ông ta cũng thật sự nghe lời con trai mình, nuốt hết những chuyện này vào bụng. Sau khi Lục Gia Hành rời đi, Lục Thừa Mẫn lấy điện thoại di động ra, không yên tâm kiểm tra lại tin nhắn WeChat để xác định rằng Tô Yên không có liên lạc với Lục Cận Phong, rồi anh ta mới yên tâm. Lục Thừa Mẫn liếc nhìn cửa phòng ngủ, cong môi lạnh lùng, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Có thể gây ra sóng gió gì chứ, vừa động đến án mạng là đã dọa cho sợ mất mật rồi. Cùng lúc đó, Tô Yên ở trong phòng cũng là nhìn chằm chằm ra cửa, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, ánh sáng trong mắt như hóa thành thực chất, biến thành một con dao sắc lẻm bay ra ngoài. Cô không ngừng tự nhủ trong lòng mình rằng nhất định phải giữ được bình tĩnh. Một cánh cửa, ngăn cách tâm tư hai con người, tiếp theo, phải xem kỹ thuật diễn xuất của ai tốt hơn rồi. Một bên khác, cuối cùng thì Lục Cận Phong vẫn chậm một bước, khi anh đến nơi thì Lạc Gia Bách đã chết rồi, thi thể vẫn còn ấm, rõ ràng là vừa mới chết. Từ vết thương có thể thấy, Lục Cận Phong cũng sắp nhanh chóng biết được là do kẻ dũng mãnh nào làm ra rồi. Lãnh Phùng đã đưa cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, kết hợp vụ án này với vụ án của Trần Tố Anh lại thành một vụ. Lục Cận Phong đã vội chạy đến lúc thi thể còn nóng ấm, lúc Lâu Doanh và Bạch Phi Minh tới, đương nhiên bọn họ không thu thập được gì. Lâu Doanh giận dữ mắng mỏ, thật là đáng ghét. Điện thoại di động của cô ấy liên tục đổ chuông, tất cả đều là lời nhắc nhở về một số tin nhắn hệ thống. Lâu Doanh đang phiền não vì mình không còn nơi nào để trút giận. Vì vậy cô ấy lấy điện thoại di động ra và đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Chỉ vì trên mạng cô ấy đã nói vài lời công bằng thay cho Tô Yên, nên rất nhiều cư dân mạng không hiểu lý lẽ đã tiến hành công kích cô ấy bằng lời nói ở phía dưới khu vực bình luận. Vạn Nhất tiến lại gần liếc nhìn, đát kỷ xinh đẹp nhất, cái tên này thật là thô tục. Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất một cái, gà luộc, cái chân thứ ba của anh lại ngứa à? Lâu Doanh muốn đáp trả lại Vạn Nhất, nhưng ngay khi cô ấy nói ra lời này, cho dù có nghe thế nào, cũng cảm thấy mình đang dụ dỗ người ta, đầy sự mập mờ. Trong lúc lơ là, đã khởi động xe, quả nhiên là người tài xế già. Lâu Doanh, con gái con đứa phải dè dặt một chút. Tai của Vạn Nhất đỏ lên. Lâu Doanh phản ứng lại, im lặng quay mặt đi chỗ khác. Bạch Phi Minh ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này có chút không đúng, nhìn Vạn Nhất bên trái, sau đó lại nhìn Lâu Doanh, lúc mình không có ở đây, có phải là đã bỏ lỡ cái gì rồi không? Đây là lần đầu tiên Bạch Phi Minh thấy Lâu Doanh tự động tắt lửa, không đáp trả lại Vạn Nhất. Ôi, anh rể, mau nhìn này. Lâu Doanh đột nhiên hét lên một tiếng, chị để lại lời nhắn cho em. Chương 362, Tô Yên đã thành công biết được tung tích của bé Tư. Lâu Doanh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lục Cận Phong, người đang kiểm tra hiện trường lập tức chạy đến. Lâu Doanh đưa điện thoại cho Lục Cận Phong xem, anh rể, anh xem này. Nửa tiếng trước chị đã để lại tin nhắn cho em, chị ấy nói rằng chị ấy vẫn ổn. Lục Cận Phong đương nhiên biết clone Weibo của Tô Yên, khi nhìn thấy tin nhắn của Tô Yên, Lục Cận Phong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng nổi lên cơn ghen. Yên Yên làm sao có thể gửi tin nhắn cho em, mà không có gửi cho anh thế? Lục Cận Phong rất bất mãn, trong mắt vợ, anh cong không quan trọng bằng một người em họ. Lâu Doanh vui vẻ, được lợi nên ngay lập tức liền tỏ vẻ. Vô cùng tự hào nói, em là người họ nhà gái. Bây giờ anh đã biết người họ nhà gái như em đáng tin cậy như thế nào rồi chứ? Tô Yên chọn nhắn lại cho Lâu Doanh, thực ra chỉ đơn giản là vì cô cảm thấy rằng Weibo của Lâu Doanh không ai biết cả, hơn nữa ở trong khu vực bình luận có nhiều người như vậy, cho dù cô có gửi một tin nhắn thì cũng sẽ không bị người ta chú ý đến. Tô Yên hiểu rất rõ Lâu Doanh, nếu gặp phải chuyện bị người ta chửi bới như thế này, Lâu Doanh nhất định sẽ ôm hận mà trả đũa lại. Lâu Doanh không phải là người dễ nhịn nhục nuốt giận. Vạn Nhất thắc mắc, nếu chị dâu vẫn bình an, thì sao cô ấy không quay về? Điều quan trọng là cũng không liên lạc với lão đại, như vậy thật là rất kỳ quái. Bạch Phi Minh nói, bây giờ Tô Yên đang bị truy nã, chỉ cần xuất hiện là sẽ bị bắt ngay. Bây giờ chị ấy là nghi phạm giết chết mẹ chồng của mình đấy. Vạn Nhất nhìn Lục Cận Phong, chẳng lẽ chị dâu là vì lo lắng cho lão đại anh cũng cho rằng cô ấy giết chết dì Trần nên mới không dám tới gặp anh? Không, Yên Yên nhất định là sẽ biết rằng tôi không hề nghi ngờ cô ấy. Lục Cận Phong nói rất chắc chắn, nhất định là cô ấy có kế hoạch khác. Đây là sự ăn ý ngầm giữa vợ và chồng. Lâu Doanh cau mày, hiện tại chúng ta không thể liên lạc được với chị. Lạc Gia Bách thì đã chết rồi,
bé Tư vẫn chưa tìm thấy, còn Tần Nhã Hân cũng chưa bị bắt. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được nữa. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tô Yên trên điện thoại di động, suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nói, đương nhiên là chúng ta không thể cứ chờ đợi mãi như vậy được. Tô Yên đã giết chết mẹ tôi, là kẻ có tội phải chịu hậu quả, nên để cô ấy chịu sự trừng phạt của pháp luật, cũng nên để mọi người đều biết rằng Lục Cận Phong tôi đang có quyết tâm tìm Tô Yên để đòi lại công bằng cho mẹ của mình. Lập tức ban thưởng, chỉ cần cung cấp tung tích của Tô Yên, sẽ thưởng cho 10 triệu nhân dân tệ. Lâu Doanh bức xúc, anh rể, vừa rồi anh còn nói là tin chị tôi, sao nói trở mặt là lại trở mặt ngay thế? Chị gái tôi ăn no không có việc gì làm nên mới đi giết mẹ chồng của mình. Vạn Nhất nắm Lâu Doanh kéo lại và nói, hãy dùng trí não của cô, để suy nghĩ lại câu này một lần nữa. Đầu óc Lâu Doanh chỉ toàn là cơ bắp, tôi suy nghĩ cái gì? Không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Nhà họ Lục qua cầu rút ván. Chị gái tôi sinh 4 người con trai cho nhà họ Lục, bây giờ vậy mà lại không tin chị tôi. Nhìn thấy Lâu Doanh vẫn không hiểu, Vạn Nhất ngay lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng cho mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu sau này. Lục Cận Phong không ngờ phản ứng của Lâu Doanh lại mạnh mẽ đến như vậy, anh xa sầm mặt lại giải thích, chuyện này chỉ để người ngoài nhìn thấy vậy thôi. Nếu như đã người muốn nhìn thấy vợ chồng chúng tôi trở mặt với nhau, vậy thì cứ trở mặt cho bọn họ xem. À, Lâu Doanh có chút ngượng ngùng, anh rể, chuyện này không thể trách tôi được, ai bảo anh nói một nửa, bỏ một nửa đi cơ chứ. Cô còn không cho tôi cơ hội nói hết câu nữa mà. Lục Cận Phong cảm thấy đau đầu, vì vậy nói xong lời này liền rời đi. Tô Yên thông minh như vậy, làm sao lại có thể có một người em họ ngốc đến như vậy chứ? Lâu Doanh bĩu môi, những người có chút văn hóa trong bụng thì luôn thích giả vờ kín đáo, ăn nói vòng vo lấp lửng. Trách tôi được sao? Bạch Phi Minh nói, Lâu Doanh, ban nãy mình thấy hai người cậu. Lâu Doanh nhìn lên trời rồi đột ngột thốt ra một câu, trời tối rồi, đã đến giờ ăn tối rồi, Phi Minh, đi ăn cơm thôi, dù sao thì chị của mình đã không sao rồi, chúng ta ăn cho no trước đã rồi hẳn đi tìm người sau. Suy nghĩ này nhảy ra cũng đủ nhanh đấy. Nói xong, Lâu Doanh đi về phía chiếc xe. Bạch Phi Minh nhìn Lâu Doanh đã rời đi, rồi sau đó lại nhìn Vạn Nhất tầm ngầm mà đấm chết cả voi. Cho dù có như thế nào thì cô ta cũng cảm thấy vừa rồi Lâu Doanh rõ ràng là có ý thay đổi chủ đề. Vì cô ta và Lâu Doanh đã biết nhau rất nhiều năm rồi, nên cô ta có thể ngay lập tức kết luận rằng Lâu Doanh và Vạn Nhất chắn chắn là có vấn đề gì đó. Vạn Nhất cười, hai người đi ăn cơm đi, tôi đi tìm lão đại. Chỉ số IQ của Lâu Doanh lúc này đang trực tuyến, đôi khi thì ở trạng thái ngoại tuyến, đó là chưa kể, lúc nên trực tuyến thì chưa bao giờ bị tụt dây, còn khi ngoại tuyến thì cũng thực sự khiến người ta điên cuồng mà nắm bắt. Vạn Nhất không khỏi suy nghĩ, khi Lãnh Phùng tỏ tình với Lâu Doanh, chỉ số IQ của cô ấy rốt cuộc là đang trực tuyến hay ngoại tuyến. Vạn Nhất tìm thấy Lục Cận Phong, lão đại, bây giờ đi đâu? Trở về nhà cũ. Vụ án của Trần Tố Anh vẫn chưa khép lại. Hiện tại thi thể tạm thời vẫn đang ở cục cảnh sát, ngôi nhà cũ của nhà họ Lục chỉ còn là một căn nhà trống. Lão đại, chúng ta không đi tìm chị dâu nữa sao? Vạn Nhất lo lắng, Tần Nhã Hân bây giờ giống như một kẻ điên vậy, nếu chị dâu rơi vào tay cô ta thì sẽ lành ít dữ nhiều đấy. Ánh mắt Lục Cận Phong nặng trĩu, Yên Yên nhất định là không có ở trong tay Tần Nhã Hân đâu, nếu không, cô ấy đã không có cơ hội để lại lời nhắn cho Lâu Doanh rồi. Yên Yên có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng không thể quay về được, điều này có thể thấy rõ ràng cô ấy được hoạt động tự do. Cô ấy không liên lạc với tôi, có lẽ vì tôi lo lắng rằng tôi sẽ đi tìm cô ấy và phá hỏng kế hoạch của cô ấy. Chỉ có hai lý do khiến Yên Yên không xuất hiện. Một là cô ấy đã có tung tích của bé Tư rồi, hai là khác là cô ấy biết còn có ai tham gia vào việc giết hại mẹ tôi. Vạn Nhất kinh ngạc, lão đại, những chuyện nào đều là anh đoán sao? Chị dâu không nói gì cả, làm sao anh biết được? Lục Cận Phong liếc nhìn Vạn Nhất một cái, tôi với cô ấy là vợ chồng, ngay cả vợ của chính mình mà còn không hiểu được, vậy thì người chồng này thật quá bất tài rồi. Vạn Nhất vẫn không thể hiểu nổi, trên đời này làm sao lại có thể có hai người hiểu rõ nhau như vậy, hơn nữa mức độ tin tưởng này vượt khỏi tầm mà người thường có thể làm được. Người ta nói trái tim phụ nữ như kim dưới đáy biển, tâm tư của phụ nữ không thể đoán được. Lão đại, em thấy anh lại có thể nhìn thấu được hết tâm tư của chị dâu đấy. Lục Cận Phong lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, đàn ông nói ra những lời như vậy, đó là do bọn họ chưa bao giờ tiêu tốn tâm tư để tìm hiểu phụ nữ của mình,
cho nên bọn họ không có tư cách để nói những lời như vậy. Vạn nhất, em không thể nào hiểu được suy nghĩ của Lâu Doanh. Suốt cả ngày cứ khùng khùng điên điên, đôi khi cũng đáng tin cậy, đôi khi lại không đáng tin cậy. Lão đại, không phải là em nói khoác, nếu anh gặp phải người như Lâu Doanh. Vạn nhất chợt nhận ra rằng mình đã lỡ mồm nói ra hết, nên nhanh chóng im miệng lại không nói nữa. Ở trước mặt Lục Cận Phong nói ra những lời này không phải là đang trá hình thừa nhận rằng anh ta coi Lâu Doanh là người phụ nữ của mình rồi sao? Lục Cận Phong nhìn Vạn Nhất, một lát sau lại vỗ vỗ lên bờ vai của anh ta, tỏ vẻ thông cảm nói, thật vất vả cho cậu rồi. Lời nói này khiến Vạn Nhất cảm động, dựa vào trong vòng tay của Lục Cận Phong mà khóc lóc thảm thiết, rồi lại nói thêm, vẫn là lão đại anh thương xót cho em, hiểu cho em. Lục Cận Phong lắc lắc vai, đừng hiểu lầm, tôi yêu vợ mình nhất. Vạn Nhất ngồi ngay ngắn lại, thu hồi lại vẻ mặt, rồi trở lại chuyện chính, lão đại, ban nãy anh vừa nói là còn có người khác giết gì Trần sao? Một mình Tần Nhã Hân không thể tự mình làm ra một chuyện lớn như vậy được. Yên Yên không ở trong tay Tần Nhã Hân, vậy thì còn có ở trong tay ai? Lục Cận Phong nhìn Vạn Nhất nói, vậy thì chắc chắn phải là đồng phạm của Tần Nhã Hân và người này nhất định cũng là một người quen. Vậy có thể là ai? Vạn Nhất thật sự không đoán ra được. Anh ta thậm chí còn không biết làm sao Lục Cận Phong lại có thể phân tích mọi chuyện rõ ràng như vậy được. Vợ và con trai xảy ra chuyện, mẹ thì chết thảm, nếu là một người bình thường thì não đã dính lại, hồ đồ hết cả rồi, nhưng Lục Cận Phong vẫn rất trật tự và mạch lạc. Lục Cận Phong trầm ngâm, tạm thời vẫn chưa xác định được. Đang nói chuyện thì xe đã đến nhà cũ của nhà họ Lục. Còn Lục Cận Phong thì cũng nhờ truyền thông loan tin anh đã trở mặt với Tô Yên ra bên ngoài. Đồng thời mua một nhóm thủy quân để làm rầm rồ mọi chuyện lên. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, mọi người ở Đế Kinh đều biết rằng Lục Cận Phong cưng chiều vợ đã trở mặt thành kẻ thù với Tô Yên, hơn nữa còn quyết tâm muốn bắt Tô Yên về quy án để báo thù cho mẹ anh. Đêm càng lúc càng sâu. Tô Yên nhìn thấy dư luận trên mạng qua điện thoại di động của Lục Thừa Mẫn, trong lòng liền mừng thầm, dường như tin nhắn mà cô gửi đi đã được Lâu Doanh và Lục Cận Phong nhìn thấy. Kìm nén niềm vui sướng trong lòng lại. Ngoài mặt Tô Yên vẫn rất buồn bã, quả nhiên là anh ấy hận tôi, không tin tôi nữa, thậm chí còn muốn giết tôi để báo thù cho mẹ chồng. Tô Yên khóc lóc sướt mướt, cảm xúc thể hiện ra bên ngoài gần như đã đầy đủ rồi, liền trực tiếp khóc ngất đi. Chị dâu, Lục Thừa Mẫn lo lắng hét lên một tiếng, cuối cùng xác định Tô Yên chỉ khóc ngất đi thôi nên mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Thừa Mẫn liếc nhìn những lời bình luận bất lợi đối với Tô Yên trên mạng. Cười nhạo, tình nghĩa vợ chồng của hai người chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi, chỉ cần một đòn là đã tan vỡ. Lục Thừa Mẫn đắp chăn bông cho Tô Yên, đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên. Nhìn ID người gọi đến, tưởng Tô Yên đã ngất khóc đi rồi, anh ta không hề né tránh, trực tiếp trả lời điện thoại, chúc mừng, mục tiêu của cô đã đạt được rồi, nhưng tôi phải khuyên cô một câu, mau mang đứa nhỏ đi đi, cảnh sát đã điều tra đến Lạc Gia Bách rồi, sẽ điều tra đến chỗ cô ngay thôi. Kể cả khi cô có đứa con trong tay, nó cũng sẽ không thể bảo vệ được cô đâu. Lục Thừa Mẫn đang nghe điện thoại, không hề để ý Tô Yên ở trên giường hai mắt đã mở to ra. Quả nhiên, Lục Thừa Mẫn biết tung tích của đứa nhỏ ở đâu, cũng tham gia vào việc giết Trần Tố Anh lần này. Phán đoán của cô không hề sai. Cô nghe thấy tên của Lạc Gia Bách, Tô Yên vô cùng sửng sốt. Không ngờ, Lạc Gia Bách cũng tham gia vào. Tô Yên đè nén cơn chấn động trong lòng lại. Nhắm mắt tiếp tục giả vờ đã ngất xỉu, để nghe lén nội dung cuộc điện thoại. Chương 363 bám theo Lục Thừa Mẫn. Nhịp tim Tô Yên gia tốc, cả lòng bàn tay bàn chân đều toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô chính là kẻ đã tiếp tay giết chết Trần Tố Anh, cũng là đồng bọn của kẻ bắt cóc con cô. Tô Yên cật lực kiềm chế bản thân, cô dựng thẳng tai lên để nghe giọng nói đầu bên kia điện thoại. Đó là giọng của một người phụ nữ. Hơn nữa còn là giọng của người phụ nữ mà lúc trước khi cô và Lâu Doanh kết nối tai nghe đã nghe thấy. Chất giọng ấy khàn khàn, ban đầu Tô Yên không chắc chắn đó có thật sự là Tần Nhã Hân hay không, vì dù sao giọng nói của cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Cho đến khi Lục Thừa Mẫn hét vào điện thoại một tiếng, Tần Nhã Hân, nhanh chóng rời đi ngay, đừng có gây rắc rối nữa. Tim Tô Yên đập thình thịch, là Tần Nhã Hân, quả đúng là cô ta đã bắt cóc đứa bé đi. Đúng lúc này. Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của trẻ con, là bé Tư. Lòng Tô Yên tựa sóng biển cuộn trào, con của cô nằm chính trong tay Tần Nhã Hân. Nghe thấy tiếng khóc, tim cô như thể sắp vọt lên tận cổ họng.
Tô Yên nhiều lần tự ám thị trong lòng rằng phải bình tĩnh, phải kiềm chế cảm xúc của mình vì bé Tư. Sau công cuộc làm vững tâm lý không ngừng nghỉ, tâm tình Tô Yên mới từ từ hòa hoãn lại. Lục Thừa Mẫn quay đầu liếc nhìn Tô Yên trên giường, Tô Yên nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ, anh ta không phát hiện điều gì khác thường. Tôi không có thời gian để nghe anh giảng đạo, bây giờ Lục Cận Phong và Tô Yên đang bất hòa, sao tôi có thể bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc như vậy được. Tiếng cười hà dạ của Tần Nhã Hân phát ra từ ống nghe điện thoại, tôi muốn đích thân tìm được Tô Yên rồi đưa cô ta đến trước mặt Lục Cận Phong, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Cẩn thận chơi dao có ngày đứt tay. Lục Thừa Mẫn nói, tôi có chút việc cần nói chuyện trực tiếp với cô có tiện gặp mặt không? Không chuyện gì mà không nói qua điện thoại được, Tần Nhã Hân hiển nhiên không muốn gặp mặt cho lắm. Một tiếng nữa tôi sẽ đến chỗ cô. Lục Thừa Mẫn nói xong lập tức cúp điện thoại. Tô Yên căng thẳng, Lục Thừa Mẫn sắp đi gặp Tần Nhã Hân, cô rốt cuộc cũng đợi được cơ hội này. Lục Thừa Mẫn nhìn Tô Yên nằm trên giường, đưa tay định chạm vào khuôn mặt cô. Tô Yên vờ như gặp ác mộng. Vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nói mớ, Lục Cận Phong, đừng giết em không có giết mẹ, tin em đi mà. Nghe thấy mấy câu nói mớ này, Lục Thừa Mẫn cười lạnh một tiếng, cánh tay dừng giữa không trung, tự nói với chính mình, tôi rất muốn xem Lục Cận Phong có thực sự căm thù chị đến tận xương tủy hay không, cũng để chị nhìn cho rõ ràng, xem người đàn ông chị đã chọn này rốt cuộc có xứng đáng hay không. Tô Yên làm như thể bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Sau khi Lục Thừa Mẫn gọi vài tiếng, cô mới giả vờ dẫy dụa tỉnh lại sau cơn ác mộng, hét to tin em đi. Tô Yên mê man ngồi ở trên giường, Lục Thừa Mẫn dịu dàng quan tâm, chị dâu, chị gặp ác mộng à? Ừ, ánh mắt Tô Yên đờ đẫn mà gật đầu, cô đau khổ nói, tôi mơ thấy Lục Cận Phong muốn giết mình. Cậu hai, cậu đưa tôi đi gặp Lục Cận Phong đi, tôi phải giải thích rõ ràng với anh ấy. Chị dâu, bây giờ anh hai đang trong cơn giận. Chị hấp tấp xuất hiện như thế, tôi lo sẽ gây hại đến chị. Lục Thừa Mẫn nói, hay tôi về trước thăm dò xem ý anh hai thế nào, sau đó quyết định xem chị có nên đến gặp anh ấy hay không nhé. Được, Tô Yên ra vẻ không có ý kiến, để mặc Lục Thừa Mẫn muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp, tôi nghe cậu hết, cậu mau đi gặp Lục Cận Phong đi. Tô Yên làm như vậy là để khiến Lục Thừa Mẫn tin tưởng mình hơn. Được, Lục Thừa Mẫn vợ an ủi Tô Yên vài câu rồi đi ra ngoài. Anh ta không đi gặp Lục Cận Phong mà lái xe tới chỗ Tần Nhã Hân. Tô Yên biết Lục Thừa Mẫn đi gặp Tần Nhã Hân, vì thế anh ta vừa rời đi chân trước, chân sau cô đã bám theo ngay lập tức. Hai chân người sao có thể đuổi kịp xe bốn bánh, lúc Tô Yên đi ra đến nơi chỉ còn nhìn thấy cái bóng xe của Lục Thừa Mẫn. Đây có thể là cơ hội tìm con duy nhất của cô tuyệt không thể bỏ lỡ. Một chiếc xe tư nhân chạy tới, Tô Yên thẳng thừng chặn lại. Người lái xe là một cô gái xinh đẹp, người đẹp, giúp tôi việc này được không? Chồng tôi đi ngoại tình, tôi phải bắt tận tay dai tận chán bọn họ, chính chiếc xe đằng trước mới lái qua ấy. Chiêu này lần nào Tô Yên dùng cũng thành công, chỉ cần nói chồng đi ngoại tình phải bắt quả tang là 99% phụ nữ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Lên xe đi. Người đẹp cực kỳ trọng nghĩa. Cảm ơn. Tô Yên lên xe rồi chỉ huy, phía trước rẽ trái, lái nhanh hơn chút. Nếu không sẽ không đuổi kịp đâu. Tô Yên chỉ có thể thử vận may đuổi theo, bởi chỉ vài phút chậm chân, Lục Thừa Mẫn có lẽ đã lái được một đoạn đường dài rồi. Thực tế chứng minh, vận may của Tô Yên rất tốt, vừa mới rẽ ngoặt, Tô Yên đã nhìn thấy xe của Lục Thừa Mẫn đang đậu ở bên đường. Lục Thừa Mẫn bước ra từ một cửa hàng tiện lợi gần đó. Lục Thừa Mẫn đến cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc. Người đẹp, chính là cái tên đằng trước ấy, giúp tôi bám theo anh ta. Nhưng phải cẩn thận vì anh ta rất cảnh giác, có mấy lần tôi cố bám theo đều thất bại, không tìm được cái con hồ ly tinh đã phá hại hạnh phúc gia đình nhà mình. Giọng điệu Tô Yên căm phẫn, hệt như mình bị cắm sừng thật vậy. Người đẹp nói, đừng lo, tôi đây chuyên làm nghề này mà. Tô Yên sửng sốt một hồi, tò mò hỏi, nghề gì cơ? Người đẹp khẽ cười, giúp những người phụ nữ nhà giàu tóm đuôi tình nhân của chồng. Cái nghề này thật sự tồn tại trên đời hả? Tô Yên tỉ mỉ đánh giá người đẹp, tóc mái bằng, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, dáng vẻ cực kỳ lanh lợi, trông có vẻ như mới đôi mươi thôi. Người đẹp lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Yên rồi bắt đầu giới thiệu bản thân, tôi tên là Trương Mộng, đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này có chuyện đại loại như này thì bất kể khi nào cô cũng có thể tìm đến tôi. Nhân tiện, tôi cũng chuyên môn thay các anh các chú xử lý tình nhân bên ngoài của vợ, đảm bảo vợ sống chung sống thuận hòa,
người xưa có câu câu gia đình hòa hợp cuộc sống ắt sung túc mà, nhỉ? Tô Yên không khỏi hỏi, thế cuối cùng cô giúp bên nào? Này phải xem rổ giá thế nào đã. Trương Mộng khá ngượng ngùng, nhưng khi nói ra câu đó lại chẳng thấy cô ấy ngại chút nào. Đuổi theo trước đi, Tô Yên thấy Lục Thừa Mẫn tăng tốc bèn nhắc nhở một câu. Không thành vấn đề. Trương Mộng cũng tăng tốc độ, dọc đường luôn đi cách Lục Thừa Mẫn một chiếc xe, không hề bị phát hiện, quả nhiên rất chuyên nghiệp. Nhưng phần lớn cũng vì trời bây giờ đã tờ mờ tối. Đột nhiên, Tô Yên nhìn thấy cảnh sát ở ngã tư chỗ giao lộ phía trước, hình như đang kiểm tra gì đó. Tô Yên lúc này đang là tội phạm bị truy nã nên lập tức trở nên căng thẳng. Không phải cô sợ bị bắt, mà là sợ bỏ lỡ cơ hội tìm con mình về. Lục Thừa Mẫn đã dừng xe ở giao lộ để kiểm tra, Tô Yên siết chặt hai tay, nhìn thấy một cảnh sát tới gần, cô càng thêm căng thẳng. Cộc cộc. Đó là tiếng gõ cửa sổ xe. Mở cửa kính xe để kiểm tra. Giọng điệu giải quyết việc chung của cảnh sát. Trương Mộng hạ cửa kính xe xuống, cười hỏi viên cảnh sát, anh đẹp trai, đang kiểm tra cái gì thế? Anh cảnh sát công chính nghiêm minh, đem chứng minh thư ra đây. Trương Mộng lấy chứng minh thư ra, cảnh sát kiểm tra xong lại nhìn Tô Yên, trình chứng minh thư của cô ra. Tô Yên nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, khi bị chỉ mặt gọi tên, tim cô khẽ trùng xuống, lúc ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt cô co rúm lại như thể bị liệt dây thần kinh. Nét mặt méo mó chẳng nhìn ra nổi bộ dạng ban đầu, đồng chí cảnh sát, tôi không đem theo chứng minh thư, để ở nhà rồi. Trương Mộng sợ hãi, vừa rồi còn tốt mà, sao bây giờ mặt mũi? Tô Yên nắm lấy cánh tay Trương Mộng, âm thầm nhéo một cái, ngụ ý cô ấy đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa. Đầu óc Trương Mộng hơi rối rắm, ma xui quỷ khiến thế nào lại thật sự phối hợp với Tô Yên, nói, đây là chị gái tôi, khuôn mặt của chị ấy từ trước đến nay đều như thế. Anh đẹp trai, nếu không thì anh theo tôi về nhà, tôi bảo chị ấy mang chứng minh thư ra cho anh kiểm tra. Chuyện hay luôn có tại cộng cộng chu mgn. VN cộng cộng. Thôi đi đi, anh cảnh sát vẫy tay để họ đi, họ vốn chỉ chọn ngẫu nhiên một vài chiếc xe để kiểm tra, làm theo thông lệ mà thôi. Cảm ơn anh đẹp trai. Trương Mộng khởi động xe phóng qua đèn giao thông, tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Tô Yên trên màn hình LED ở quảng trường bên cạnh. Năm chữ tội phạm bị truy nã cực kỳ nổi bật. Trương Mộng không khỏi hét toáng lên, a, à, cô là tội phạm bị truy nã. Tô Yên làm mặt mình bình thường trở lại, thấy chuyện đã bị bại lộ, cô lạnh lùng đe dọa, câm miệng, bám sát theo xe phía trước, nếu mà để mất dấu thì tôi sẽ giết cô, tôi là tội phạm bị truy nã vì tội giết người đấy biết chưa? Chương 364, Tô Yên xin Lục Cận Phong giúp đỡ. Tô Yên cố ý dọa dẫm Trương Mộng. Trương Mộng cũng thật sự sợ hãi, miệng than khóc, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, tôi vô tội mà người đẹp, tôi có lòng tốt mới giúp cô đừng có lời oán báo ân đấy nhé. Chỉ cần cô đuổi kịp xe phía trước, đừng để anh ta phát hiện, vậy thì tôi sẽ không làm gì cô. Tô Yên chỉ quan tâm Tần Nhã Hân bây giờ đang ở đâu. Xe đã rời khỏi địa phận thành phố, càng đi càng xa. Nơi càng hẻo lánh sẽ càng khó bám theo vì quá dễ khiến người ta chú ý. Một khi bị phát hiện ra thì coi như tốn công vô ích. Tô Yên nhìn ra bên ngoài, ở đây toàn bộ đều là nhà xưởng bỏ hoang, thật sự rất hợp với tính cách của Tần Nhã Hân, có lẽ vì vậy nên cô ta mới chọn ẩn náu ở đây. Tạm thời đừng đi theo nữa, dừng lại đây. Trông thấy Lục Thừa Mẫn lái xe vào một con đường nhỏ, Tô Yên lập tức ngăn không cho Trương Mộng đuổi theo nữa. Trương Mộng đạp phanh xe, người đẹp, tại sao không đuổi theo nữa? Nếu còn đi theo sẽ bị phát hiện mất. Tô Yên nói, cô xuống xe trước đi. Để làm gì? Trương Mộng mờ mịt, sợ hãi nói, đừng có bảo là cô muốn giết người diệt khẩu đấy nhé. Nơi đây hoang vu hẻo lánh, là địa điểm vô cùng lý tưởng để giết người ném xác. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu, xuống xe đi. Tô Yên làm vậy tránh để Trương Mộng lái xe đi mất nhân lúc cô xuống xe. Trương Mộng ngoan ngoãn xuống xe, Tô Yên lúc này mới xuống theo, đưa chìa khóa xe cho tôi. Ai bảo khí thế của Tô Yên mạnh quá làm chi, Trương Mộng ngoan ngoãn nghe lời mà giao chìa khóa xe ra. Tô Yên cầm lấy chìa khóa xe, lại nói còn có điện thoại di động. Trương Mộng tâm không cam tình không nguyện lại phải giao điện thoại ra, người đẹp, trông cô đẹp dạng người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ xấu tội ác tày trời, chắc cô sẽ không thật sự giết tôi đâu nhỉ. Tôi còn trẻ như vậy, còn chưa có bạn trai, chết đi thì đáng tiếc xiết bao. Tô Yên giật giật khóe miệng, bất nịnh nọt đi. Tự tôi biết tôi đẹp. Trương Mộng.
người tự tin thường rất hay tự luyến. Trương Mộng đánh giá kỹ Tô Yên, lúc này mới thấy cô đúng thật là đẹp 360 độ không góc chết, có lẽ bởi cô đẹp nên Trương Mộng không còn thấy sợ hãi đến vậy nữa. Người đẹp, cô giết người thật à? Không phải ban nãy cô đã thấy rồi sao, tôi bị truy nã. Trương Mộng lắc đầu, tôi không tin, người đẹp như cô sao có thể giết người. Tô Yên bật cười, đã bảo đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt với tôi nữa. Thật ra thì tôi không giết ai cả, nhưng chuyện này phức tạp lắm, cô không hiểu được đâu. Đừng lo, tôi sẽ không làm cô bị thương. Nói đoạn, Tô Yên dùng điện thoại di động của Trương Mộng gọi một cuộc. Cô gọi điện thoại cho Lục Cận Phong, xác định được đại khái Tần Nhã Hân đang ở hướng này, bây giờ cô đã có thể thông báo cho Lục Cận Phong. Vào thời khắc quan trọng như thế này, vậy mà Lục Cận Phong lại đâu mất, không ai nghe máy. Nhà cũ nhà họ Lục. Linh đường của Trần Tố Anh được đặt ở đại sảnh. Nhà họ Lục một bộ trang nghiêm, Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi quỳ trước linh đường hóa vàng mã, ông cụ Lục thì ngồi đó với vẻ mặt buồn bã mà lau nước mắt. Chỉ bên nhà họ Lục ngoài miệng thì thương xót an ủi đủ kiểu, nhưng chẳng có mấy người thực sự cảm thấy đau buồn. Lục Minh Khánh bước đến trước kinh đường rồi cúi đầu thật sâu. Sinh thời Trần Tố Anh đối xử rất tốt với Lục Minh Khánh, bây giờ bà chết thảm, vành mắt Lục Minh Khánh đỏ hồng, đau buồn của anh ta cũng là thật lòng. Lục Gia Hành chia buồn xong bèn lặng lẽ đứng trong đám đông, nghĩ đến chuyện Lục Thừa Mẫn giấu Tô Yên ở nhà mình, ông ta cảm thấy vô cùng chột dạ. Đúng lúc này, ông ba Lục lòng đầy căm phẫn mà nói, chị dâu đối xử tốt với Tô Yên như vậy, coi cô ta như con gái ruột của mình, còn tự mình chuẩn bị hôn lễ cho hai người họ. Vậy mà Tô Yên lại nỡ ra tay tàn độc với chị dâu, thực sự quá là đáng hận. Những người khác thuộc chi bên nhà họ Lục cũng lập tức ồn ào theo. Đúng vậy, bắt người về báo thù cho chị dâu. Mấy người nói chuyện đều là chú của Lục Cận Phong. Vẻ mặt Lục Cận Phong xa sầm chẳng nói gì. Vạn nhất liếc nhìn Lục Cận Phong, anh càng im lặng không nói chuyện, vẻ mặt sẽ càng thêm đáng sợ, khiến người ta trông mà hãi. Hạ Phi không nhìn được thanh minh cho Tô Yên, mẹ con không giết bà nội. Đúng vậy, mẹ con bị oan, Hạ Vũ Mặc cũng nói. Hai đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng Tô Yên. Lục Cận Phong lạnh lùng nói, Vạn Nhất, đưa Hạ Phi và Tiểu Vũ về phòng. Vâng, Vạn Nhất đi tới trước mặt Hạ Phi và Hạ Mặc Vũ, nháy mắt ra hiệu, theo tôi lên lầu. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng không muốn ở lại đây, những người này không tin Tô Yên, bọn họ đều nóng lòng muốn bắt Tô Yên lấy mạng đền mạng. Vào phòng, mặt nhỏ của Hạ Phi trở nên nghiêm túc, anh Vạn, cha tôi rốt cuộc có ý gì? Ông ấy cũng không tin mẹ hay sao? Tiểu Bảo tức giận hai tay chống nạnh, nếu cha không tin mẹ, thế chúng ta phải bỏ nhà ra đi thôi. Hai đứa đừng lo, dù anh ấy không tin chính mình đi chăng nữa cũng không có chuyện anh ấy không tin mẹ mấy đứa đâu. Vạn Nhất nói, hai đứa mấy nay ngoan ngoãn mà ở nhà đi, đừng để cha hai đứa nhọc lòng. Hạ Phi thở phào nhẹ nhõm. Giọng điệu như thể người lớn, anh Vạn, anh đừng kéo chân sau của cha tôi nữa là được. Vạn Nhất, một nhà mấy người thật sự chẳng có tí lương tâm nào, tôi đây bận tâm lo nghĩ, vội trước vội sau, mấy người lại còn nói tôi như thế. Vạn Nhất ôm ngực, dáng vẻ tan nát cõi lòng, ôi, trái tim của tôi rất đau, hai đứa có nghe thấy âm thanh trái tim tôi đang vỡ vụn không? Chẩu, nhạt, hai anh em đều chẳng có hứng thú nào xem Vạn Nhất diễn tuồng. Đại sảnh. Chỉ bên nhà họ Lục càng nói càng hăng, ai nấy đều chỉ hận không thể lập tức giết chết Tô Yên. Ánh mắt Lục Cận Phong xa sầm, nghiêm giọng quát, cút hết cho tôi. Người ngoài nhìn vào, Lục Cận Phong càng tức giận, vậy có nghĩa anh càng hận Tô Yên, đau khổ quá mức nên mới quát tháo bọn họ. Ánh mắt đám người chỉ bên nhà họ Lục nhìn Lục Cận Phong lộ vẻ thông cảm, sau đó cả đám mặt mày xám xịt bị đuổi hết ra ngoài. Lục Gia Hành cũng đang định đi cùng mọi người thì bất ngờ bị Lục Cận Phong gọi lại. Chú hai, giọng nói Lục Cận Phong lạnh lùng, bị anh gọi từ phía sau như thế, Lục Gia Hành có cảm giác như thể có ai đó đang bóp cổ mình vậy. Cháu trai cả. Lục Gia Hành nói chuyện hơi lắp bắp. Lục Cận Phong không còn mẹ, vợ cũng mất tăm mất tích, bây giờ cả người đằng đằng sát khí, ánh mắt quá khiến người ta sợ hãi. Sao em họ không tới? Lục Cận Phong nãy giờ không thấy Lục Thừa Mẫn đâu. Thừa Mẫn, nó, chú cũng không biết nó đã đi đâu. Lục Gia Hành giả ngu, gần đây tiệm bánh bận tối mắt, chắc là nó đi nhập hàng rồi. Cháu trai cả, mong cháu hãy nén đau buồn. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Lục Gia Hành vài giây, nói với Hạ Vũ ngồi bên cạnh, Hạ Vũ, thay tôi đưa chú hai về nhà. Vâng, thưa ông chủ,
Hạ Vũ bước tới trước. Trong lòng Lục Gia Hành hoảng sợ, nếu gã về theo ông ta, kiểu gì chuyện Tô Yên đang trốn ở nhà ông ta cũng bị lộ. Không cần đâu, Lục Gia Hành từ chối rất vô cùng dứt khoát, phản ứng cũng có phần thái quá. Ý thức được mình đã phản ứng quá mức, ông ta lại nói, cháu trai cả, chú tự bắt taxi về là được rồi, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, Lục Gia Hành bước nhanh ra ngoài. Lục Dung Viễn nheo mắt thật sâu, nói với Hạ Vũ, đi theo. Vâng, Hạ Vũ lập tức bám theo. Đám người tạp nham đều đã đi hết, nhà họ Lục trở nên yên tĩnh hơn. Lục Cận Phong đi tới bên cạnh ông cụ Lục, nói, ông nội, ông về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tuổi tác ông cụ đã cao, Lục Cận Phong lo thân thể ông không chịu nổi. Ông cụ Lục muốn nói gì đó, miệng khẽ mở, cuối cùng lại vẫn thở dài một hơi không nói gì, chống gậy trở về phòng. Đại sảnh vắng tanh, Lục Cận Phong đi tới bên cạnh quan tài trống rỗng, sờ sờ quan tài, nói như lập thệ, mẹ, con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết mẹ. Lục Cận Phong đứng trước quan tài trống rỗng của Trần Tú Anh tưởng niệm một hồi, khi trở về phòng liền phát hiện điện thoại đang đổ chuông. Tô Yên gọi mấy cuộc cũng không thấy ai trả lời, đang định cúp máy thì tín hiệu đột nhiên được kết nối, giọng nói trầm khàn của Lục Cận Phong truyền đến, Yên Yên, là em sao? Chương 365, có cần thiết phải kích thích đến vậy không? Đây là một dãy số lạ, nhưng trực giác nói cho Lục Cận Phong biết rằng người ở đầu bên kia điện thoại chính là Tô Yên. Nghe thấy giọng nói của Lục Cận Phong, tâm tình Tô Yên cũng hơi kích động, Lục Cận Phong, là em đây. Em đang ở đâu, có bị thương hay không? Lục Cận Phong nóng lòng muốn gặp Tô Yên, bây giờ anh lập tức đến gặp em. Anh thực sự chưa từng nghi ngờ cô. Lòng Tô Yên cảm thấy ấm áp, cô biết anh tin tưởng cô, hot search trên mạng đều là tin tức mà Lục Cận Phong cố ý tung ra. Em đang ở cửa Nam. Lục Cận Phong, khả năng cao là em đã tìm ra chỗ dừng chân của Tần Nhã Hân. Đọc truyện tại tzumchuiei.vn. Giờ không phải lúc để xến sẩm, việc chính vẫn quan trọng hơn. Tô Yên nói ngắn gọn, hai ngày qua em vẫn luôn ở chỗ Lục Thừa Mẫn, bây giờ em đang bám theo anh ta đến cửa Nam, anh ta đi gặp Tần Nhã Hân, bé Tư nằm trong tay cô ta. Được, em đừng hành động hấp tấp, anh sẽ tới ngay. Lục Cận Phong vừa nói vừa bước ra ngoài, còn dặn dò, Yên Yên, tìm được bé Tư rất quan trọng. Nhưng sự an toàn của em cũng quan trọng không kém. Lục Cận Phong dặn đi dặn lại, lo lắng Tô Yên sẽ tự đưa mình vào nguy hiểm vì vội vàng đi tìm bé Tư. Em tự biết chừng mực. Hai người đều không nói lời vô ích. Sau khi cúp điện thoại, Tô Yên nói với Trương Mộng, tôi mượn dùng điện thoại của cô trước nhé, sẽ trả lại cô sau, giờ cô có thể đi rồi. Người đẹp, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Trương Mộng bị nội dung cuộc điện thoại làm cho mơ hồ, cô đến đây không phải để bắt gian, đúng không? Gần đây cô không xem thời sự à? Tô Yên nói, con trai út nhà họ Lục ở Đế Đô đã mất tích, thưởng 10 triệu nếu tìm được người. Tôi chính là mẹ của đứa bé đó, bây giờ đang đi tìm con. Trương Mộng kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Tô Yên từ trên xuống dưới, cô là con dâu nhà họ Lục. Bà chủ của tập đoàn Yên Phong, tôi biết. Tôi có đọc tin tức, trên mạng còn đồn rằng cô giết mẹ chồng, cô bị truy nã vì chuyện này hả? Trông cô đẹp hơn trên TV nhiều á, nên tôi không nhận ra. Vẻ mặt của Trương Mộng hết sức khoa trương, thần linh ơi, may mắn quá đi thôi, vậy mà lại gặp được mợ Lục trong truyền thuyết. Tôi là fan của cô chính là thần tượng của tôi, vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của cô và cậu Lục, nó lãng mạn chết đi được ấy, mà cậu Lục cũng nổi tiếng chiều vợ cơ. Tô Yên ngơ ngác. Cô có fan ấy hả? Cô cảm thấy Trương Mộng mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc, trên mạng mấy nay đầy dẫy tin đồn cô đã chia tay với Lục Cận Phong, điên cuồng chiều vợ gì đấy offline rồi, hai vợ chồng giờ anh chết tôi sống. Bớt tâng bốc đi, Tô Yên nói, cô đi đi, tôi còn phải đi tìm con trai tôi. Tôi không đi đâu, Trương Mộng lắc đầu, đột nhiên nở một nụ cười của kẻ hám tiền, hỏi cô, mợ Lục à, 10 triệu treo thưởng đó vẫn còn hiệu lực đúng không? Tô Yên chợt hiểu ra. Mỉm cười, 10 triệu này không dễ ăn thế đâu, có khi mất mạng như chơi đấy. Đầu tư tồn tại rủi ro, tôi hiểu đạo lý này mà. Trương Mộng nói, không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con, với lại nếu lỡ cô có gặp phải chuyện gì thì biết đâu tôi cũng có thể giúp đỡ được. Không được, Tô Yên nói, cô đi đi, hôm nay cô giúp tôi, xong chuyện tôi nhất định sẽ trả công. Cả Lục Thừa Mẫn và Tần Nhã Hân đều dám giết người, cô không muốn liên lụy đến Trương Mộng.
Tô Yên chỉ lấy điện thoại di động của Trương Mộng để lát nữa tiện liên lạc với Lục Cận Phong, cô cứ thế đi dọc theo con đường mòn, ban nãy Lục Thừa Mẫn đi về hướng này. Tô Yên còn chưa đi được bao xa, phát hiện Trương Mộng vẫn đi theo sau bèn tức giận, không phải tôi đã thả cô đi rồi sao, cô cứ đi theo tôi làm cái gì? Nếu tôi rời đi thì quá không trọng nghĩa. Trương Mộng nói, khoản tiền 10 triệu này tôi ăn chắc rồi, đừng có nuốt lời đấy nhé. Tô Yên hiếm khi gặp phải một người cứng đầu như vậy, có thể thấy cho dù cô có từ chối, Trương Mộng cũng vẫn sẽ đi theo. Vậy lát nữa đừng làm ẩu làm càn đấy, có chuyện thì phải chạy ngay. Tô Yên căn dặn, cô mà xảy ra chuyện gì thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm liên lụy đến cô. Trương Mộng nói, tôi khá quen thuộc với vùng này, để tôi dẫn đường cho cô. Con đường mòn rất dài, hai người đi bộ được khoảng 20 phút thì lại gặp một ngã ba khác. Trương Mộng hỏi, đi hướng nào giờ? Tô Yên bật đèn pin điện thoại di động soi lên mặt đất, bên trái có dấu vết bánh xe hơi chạy qua, đi đường này. Dọc đường đi, Trương Mộng cực kỳ nhiều chuyện, thế rốt cuộc là ai đã giết mẹ chồng của cô? Rốt cuộc kẻ nào đã bắt cóc con cô? Mà này, người đàn ông ban nãy là ai vậy? Là anh ta bắt cóc con cô đó hả? Còn nữa, vừa rồi cô gọi điện cho cậu Lục đúng không? Trương Mộng dường như có đến 10 vạn câu hỏi vì sao, làm đầu óc Tô Yên ong ong không thôi. À đúng rồi, không phải bên ngoài đồn rằng hai người chia tay rồi hả, sao tôi thấy nội dung cuộc điện thoại ban nãy đâu có giống. Im ngay, Tô Yên thực sự không chịu nổi mấy lời lải nhải của cô ấy nữa, cô gái trẻ này thật đúng là một đứa nhóc đầy lòng hiếu kỳ. Đúng lúc này, Tô Yên đột nhiên phát hiện phía trước có một chiếc xe đang đậu, chính là xe của Lục Thừa Mẫn. Tô Yên vội vàng tắt đèn pin. Chiếc xe đang đậu trước một nhà máy bỏ hoang, Tần Nhã Hân có lẽ đang ở ngay trong đó. Vừa nghĩ tới đây, Tô Yên đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Bé Tư, Tô Yên kích động kêu lên một tiếng, đương nhiên cô không dám kêu to, cũng không dám xông bừa vào. Bởi lẽ cô trông thấy Lục Thừa Mẫn đã đi ra khỏi nhà máy bỏ hoang, đang đi về phía chiếc xe hơi. Tô Yên vội vàng kéo Trương Mộng trốn ra sau đống cỏ khô bên cạnh. Lục Thừa Mẫn cách họ càng ngày càng gần, Tô Yên nín thở, không dám gây ra chút âm thanh nào. Đợi Lục Thừa Mẫn đi rồi, Tô Yên liền tìm cơ hội lẻn vào trong nhà máy bỏ hoang. Nhưng ngay khi Lục Thừa Mẫn mở cửa xe định ngồi vào, Trương Mộng đột nhiên hét lên một tiếng. A! À, một con cóc nhảy lên mờ u bàn chân của Trương Mộng khiến cô ấy sợ đến mức hét toáng lên. Lục Thừa Mẫn nghe thấy tiếng bèn lập tức đi về phía họ. Tô Yên trừng mắt nhìn Trương Mộng thấp giọng xin lỗi cô, tôi sợ cóc. Này cũng không thể trách cô ấy được, cô ấy nhất thời không kìm được mới hét ra tiếng. Ai? Lục Thừa Mẫn đã tới, nếu chuyện này bị phát hiện nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, cũng sẽ khiến Tần Nhã Hân phát giác. Lục Cận Phong còn chưa tới, bé Tư mà bị chuyển đi nơi khác thì sẽ càng khó tìm hơn. Lục Thừa Mẫn càng ngày càng cách họ gần hơn. Ngay tại lúc Lục Thừa Mẫn tiến đến, chuẩn bị đưa tay ra kiểm tra đống cỏ khô, Tô Yên cũng chẳng màng nữa, quật Trương Mộng ngã xuống, nói bên tai cô ấy, mau, kêu lên đi. Trương Mộng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Tô Yên đã nhéo mạnh Trương Mộng một cái. Trương Mộng đau đớn kêu lên một tiếng, đau quá, nhẹ thôi nhẹ thôi. Dứt lời, Trương Mộng mới nhận ra ý đồ của Tô Yên. Trương Mộng tròn mắt kinh ngạc. Hai người phụ nữ đang ở trong đống cỏ khô, lại còn ở nơi hoang dã thế này, kích thích quá thể còn gì nữa. Quá là kích thích luôn. Lục Thừa Mẫn nghe ra tiếng kêu của con gái, còn là người đã trưởng thành, cộng thêm việc đống cỏ đang không ngừng lắc lư động đậy, anh ta lập tức biết bên trong đang làm trò gì. Bị đống cỏ khô chặn lại, Lục Thừa Mẫn không nhìn thấy rõ người bên trong mà chỉ thấy chân của một người con gái lộ ra ngoài, chính là chân của Trương Mộng. Lục Thừa Mẫn cau mày nói một câu, mất hết cả thuần phong mỹ tục. Nói rồi cũng bỏ đi. Người chưa đi xa, xe cũng chưa nổ máy, Tô Yên cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bèn dùng ánh mắt uy hiếp Trương Mộng tiếp tục kêu, còn đưa tay lay động đống cỏ khô, tạo hiện trường giả đang mần sự. A, a. Chương 366, vợ chồng hợp tác. Tô Yên âm thầm quan sát xem Lục Thừa Mẫn có phải là thật sự đi rồi hay không. Lục Thừa Mẫn đi đến bên cạnh xe. Lại quay đầu nhìn về phía Tô Yên một cái, sợ đối phương nảy sinh nghi ngờ, Tô Yên nhanh chóng cởi áo khoác của Trương Manh ném ra ngoài. Cộng thêm Trương Manh cứ kêu mãi, Lục Thừa Mẫn cảm thấy quá không đứng đắn, nên ngồi vào trong xe, khởi động xe rời đi. Đợi xe đi xa rồi,
Tô Yên mới dừng lại động tác trong tay, ngồi trên đống cỏ thở phào một hơi. Tô Yên vỗ Trương Manh vẫn còn đang la hét, nói, đã đi rồi, có thể dừng lại rồi, lúc nãy cô học cũng rất giống đấy. Đi rồi, Trương Manh lập tức ngồi dậy, liếc một cái, quả nhiên là đã đi rồi, cô ấy cũng ngồi dậy, lưng đối lưng với Tô Yên, làm tôi kêu tới cổ họng cũng đau rồi. Đúng rồi, lúc nãy tại sao lại là tôi kêu? Tại sao lại là tôi bị ấn xuống đất, mà không phải là cô nằm dưới? Trương Manh cảm thấy xấu hổ, cô ấy còn là con gái đó. Tô Yên nâng mày hỏi ngược lại, trông tôi giống người nằm dưới lắm sao? Trương Manh trừng to mắt, bày ra dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn Tô Yên một cách vô cùng sùng bái, thần tượng, thì ra giữa cô và cậu cả Lục, cô là người nằm trên, cậu cả Lục là người nằm dưới, thật là khiến phụ nữ chúng ta nở mày nở mặt. Tô Yên! Sao cô lại có cảm giác bị gài bẫy thế này? Tô Yên đưa tay búng vào đầu Trương Manh một cái, đừng có nhiều chuyện, cô ở đây canh chừng, tôi lẻn vào trong xem. Cô không chờ đợi được mà muốn vào trong xem con trai. Bây giờ có thể nói là đêm tối gió mát. Bên cạnh chính là đường ray, nơi này vốn dĩ là khu công nghiệp, làm ra những sản phẩm đem qua nước ngoài tiêu thụ. Bây giờ khu công nghiệp này đã thành khu vực danh lam thắng cảnh rồi, nhưng vẫn sẽ có xe lửa đi ngang qua đường ray này. Tô Yên lần mò trong bóng tối, vòng đến phía sau nhà máy bỏ hoang, Trương Manh ngồi xổm trong đống cỏ canh chừng. Tần Nhã Hân ở tầng 2. Cô ta dẫn theo mười mấy người, ở tầng 1 và tầng 2 đều có người. Lúc này, Tần Nhã Hân đang cho Tứ Bảo uống sữa, Tứ Bảo ăn rất giỏi, 2 tiếng đồng hồ đã uống được 60ml sữa. Thiếu một chút cũng không được, ít một chút đã gào khóc. Uống xong còn nôn sữa ra. Thế mà Tần Nhã Hân lại rất có kiên nhẫn trong phương diện chăm sóc trẻ con, thậm chí còn lên Baidu tra xem làm thế nào để chăm sóc trẻ con. Sau khi uống xong 60ml sữa, Tần Nhã Hân bế Tứ Bảo đi qua đi lại trong phòng, Tứ Bảo thích được đi lại như thế, mắt nhìn ngó khắp bốn phía, trong đôi mắt trong veo mang theo sự tò mò đối với thế giới này. Mặt Tần Nhã Hân vẫn còn quấn băng, chỉ để lộ đôi mắt, mũi và miệng. A i u, Tứ Bảo lại bắt đầu dùng ngôn ngữ trẻ con cấp 12 của mình. Cậu bé đưa bàn tay nhỏ bắt lấy mặt Tần Nhã Hân. Tứ Bảo, không được chạm vào mặt của gì. Tần Nhã Hân lấy tay Tứ Bảo ra, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Cô ta ở cùng Tứ Bảo 2 ngày, đã dần có tình cảm rồi, Tứ Bảo, sau này hay là con gọi dì là mẹ đi, hai chúng ta hợp nhau như vậy, dì làm mẹ con, sau này dì sẽ bắt cha con lại, một nhà ba người chúng ta ra nước ngoài sinh sống, tốt biết bao, có phải không? Tứ Bảo làm động tác nôn mửa, sữa lại bị nôn ra, Tần Nhã Hân mau chóng lấy khăn giấy lau sạch. Bây giờ cả người Tần Nhã Hân đều là mùi sữa. Cô ta để Tứ Bảo lên sofa, còn chưa nghỉ được chút nào. Cậu bé lại khóc rồi. Cậu bé cứ muốn được bế. Tay Tần Nhã Hân có hơi mỏi, nói với thuộc hạ, cậu đến đây bế nó một lúc. Cô chủ, tôi không biết bế trẻ con, một đứa nhỏ mềm như vậy, tôi lại vụng về tay chân, lỡ như làm nó bị thương thì sao? Hơn nữa thằng bé này chỉ muốn thân thiết với cô, muốn cô bế thôi. Câu cuối cùng khiến Tần Nhã Hân rất hài lòng, Tứ Bảo chỉ cần cô ta. Thôi thôi, cũng không thể trông cậy vào cậu. Tần Nhã Hân phất tay, tỏ ý bảo thuộc hạ đi ra ngoài, tự mình có thể chăm sóc đứa nhỏ. 2 ngày này, vì để chăm sóc đứa nhỏ, Tần Nhã Hân không được ngủ đủ giấc, cô ta buồn ngủ đến mí mắt cũng sắp không mở lên được rồi. Điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Nhã Phi một tay bế Tứ Bảo, một tay nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là giọng của Tần Chấn Lâm, Nhã Hân, con của chị con có phải đang ở chỗ con không? Quay đầu là bờ, mau trả đứa nhỏ về đi. Đừng có u mê không tỉnh ngộ nữa. Tần Chấn Lâm vừa mở miệng đã nói giúp cho Tô Yên, trong lòng Tần Nhã Hân bỗng chốc cảm thấy mất cân bằng. Cha, con không biết đứa nhỏ nào cả, nếu cha đã rửa tay gác kiếm đi trông chừng bên cạnh mộ của người phụ nữ kia, vậy thì cha cứ yên ổn làm một người chết đi, đừng quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa. Vừa dứt lời, Tứ Bảo đã gào lên 2 tiếng. Lúc nãy cô ta vừa nói không biết đứa nhỏ nào, bây giờ đây không phải là tự vả mặt sao? Tứ Bảo cũng không phải là khóc, chỉ là gào lên 2 tiếng, giống như đang nói cho người khác biết sự tồn tại của nó. Lúc mắt Tần Nhã Hân nhìn qua, Tứ Bảo méo môi, lặng lẽ rời tròng mắt về phía khác, thằng nhóc này cũng thật thông minh. Tần Nhã Hân, bây giờ đến một đứa trẻ sơ sinh cũng thành tinh rồi à? Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, Tần Chấn Lâm lập tức mắng Tần Nhã Hân ở bên kia điện thoại té tát, đứa con bất hiếu này,
sao lại nói chuyện với cha như vậy, ông đây là cha con. Bây giờ con đang ở đâu, mau đưa đứa nhỏ về ngay, đừng có ép cha ra tay, cha muốn tìm con cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Nhã Hân đã đổi số điện thoại, Tần Chấn Lâm bắt người của Điện Sát mới lấy được số điện thoại mới của cô ta. Còn về việc Tần Nhã Hân đang ở đâu, ông ta thật sự không biết, những lời lúc nãy đều là để hù dọa cô ta mà thôi. Tần Nhã Hân làm việc cũng ngày càng chặt chẽ tỉ mỉ, chỉ đem theo thuộc hạ mà cô ta tin tưởng thấy, những người khác trong Điện Sát đều không biết tung tích của cô. Chu An cũng không biết. Ở bên này, Tần Nhã Hân đang gọi điện thoại, còn Tô Yên đã vòng đến phía sau nhà máy, thuận theo đường ống nước bỏ hoang trèo lên tầng 2. Mặt Tô Yên đầy bụi bẩn, trông rất chật vật, trong lúc trèo lên đã khiến hai tay bị thương, cô không rảnh quan tâm mấy chuyện này, vì vậy trông hai tay cô như dính đầy máu. Tô Yên trốn sau một cây cột lớn, quan sát xem trên tầng có bao nhiêu người, và vị trí của bọn họ như thế nào. Tô Yên nghe thấy tiếng Tần Nhã Hân đang gọi điện thoại, cuối cùng cô ta tức tối cúp điện thoại, khiến cho Tứ Bảo giật mình bật khóc hai tiếng. Tứ Bảo ngoan, dì không phải là con, Tần Nhã Hân lập tức dỗ dành. Tô Yên lặng lẽ đến gần, tìm đúng thời cơ, từ từ thay đổi vị trí, cuối cùng cũng chỉ còn cách Tứ Bảo mười mấy mét. Tô Yên thấy Tần Nhã Hân bế đứa nhỏ đi qua đi lại trong phòng, đang dỗ cậu bé ngủ, bên ngoài phòng có người canh giữ, cô cũng không có cách nào tiếp tục đến gần được nữa. Phòng không có cửa, Tần Nhã Hân để Tứ Bảo nằm sấp trên vai mình, nhẹ giọng hát dỗ dành cậu. Tô Yên trốn sau góc tường, có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Tứ Bảo, trong lòng cô vô cùng kích động, đó là cục cưng của cô đấy. Tứ Bảo mở to hai mắt, cũng nhìn về phía Tô Yên, thực ra một đứa bé nhỏ như vậy, thị lực vốn dĩ không thể nào nhìn rõ được khoảng cách mười mấy mét, nhưng lúc Tứ Bảo nhìn về phía Tô Yên lại cười khúc khích vô cùng vui vẻ. Đó là thần giao cách cảm giữa hai mẹ con. A-i-o-u, Tứ Bảo hô tay, cười phấn khích, tỏ vẻ muốn Tô Yên bế. Trong lòng Tô Yên chua xót, cô hận không thể bế con vào lòng ngay lập tức, nhưng cô không thể. Tần Nhã Hân không phát hiện sự tồn tại của Tô Yên, thấy Tứ Bảo vui vẻ như vậy, tâm trạng của cô ta cũng tốt theo, có phải Tứ Bảo biết tâm trạng của dì không tốt, nên đang chọc cho dì vui không? Phì phì, Tứ Bảo phun nước bọt. Lần này Tần Nhã Hân hoàn toàn không biết Tứ Bảo muốn gì. Tô Yên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Đợi cơ hội Tần Nhã Hân bỏ đứa nhỏ xuống. Chỉ cần đứa nhỏ ngủ rồi, Tần Nhã Hân sẽ bỏ xuống. Nhưng Tô Yên đợi mười mấy phút, Tứ Bảo vẫn vô cùng phấn khích, không hề có ý muốn đi ngủ. Bây giờ mới chưa đến 10 giờ tối, bình thường Tứ Bảo có thể chơi đến hơn 11 giờ mới ngủ. Tô Yên không đợi nổi một tiếng đồng hồ, bởi vì không biết giữa lúc này sẽ xảy ra biến cố gì. Vào lúc này, ánh mắt Tô Yên nhìn lên, phát hiện trên tầng có người. Tô Yên kìm nén hơi thở, nâng cao cảnh giác, cho đến khi nhìn rõ người trên tầng là ai, cô mới thở phào một hơi. Chương 367, đứa bé tới tay. Người ở trên mái nhà chính là Lục Cận Phong. Khi anh chạy đến nơi, anh nhìn thấy Trương Manh, biết được Tô Yên đã vào rồi, vì để không làm kinh động đến người của Tần Nhã Hân, nên anh đã leo lên mái nhà của tòa nhà từ phía bên kia. Trong lòng Tô Yên vui mừng, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, cùng nhau ăn ý không hành động, tất cả những gì bọn họ phải làm bây giờ là chờ đợi. Tứ Bảo vẫn chưa tới tay bọn họ được, cho nên bọn họ cũng không dám hành động hấp tấp, sợ rằng sẽ chọc giận Tần Nhã Hân, gây thương tổn Tứ Bảo. Trên sân thượng có người canh gác, Lục Cận Phong không xuống được, Tô Yên cũng không lên được. Tần Nhã Hân dỗ dành đứa bé một lúc, nhưng không du ngủ được, nên ôm Tứ Bảo cùng bước ra khỏi phòng. Tô Yên và Lục Cận Phong nhanh chóng nấp kỹ. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng xe truyền đến. Là Lục Thừa Mẫn vừa quay trở về. Tần Nhã Hân bế Tứ Bảo đứng trên sân thượng, nhìn thấy Lục Thừa Mẫn đã quay trở lại, cũng là chuyện ngoài ý muốn. Đi xem, có chuyện gì xảy ra? Tần Nhã Hân kêu thuộc hạ đi nhìn một chút. Vâng, cô chủ. Đám thuộc hạ đi xuống tầng xem xét, nhà xưởng bỏ hoang gần như thông gió tứ phía, liếc mắt nhìn xuống cũng có thể thấy được tình hình bên dưới. Tô Yên nhìn thấy Lục Thừa Mẫn đã quay trở lại, cũng rất căng thẳng, âm thầm trao đổi ánh mắt với Lục Cận Phong. Cô lo lắng Lục Thừa Mẫn đã phát hiện ra chuyện gì đó. Lục Cận Phong cũng biết tình thế cấp bách, nhưng Tứ Bảo tên nhóc thúi này lại không chịu ngủ, Tần Nhã Hân cũng không buông xuống, có con tin trong tay, anh làm sao dám động thủ. Tứ Bảo nằm trên vai Tần Nhã Hân, hai mắt đảo xung quanh, ngó nhìn khắp nơi, cũng không biết có phải suy nghĩ của Lục Cận Phong tạo nên tác dụng hay không,
tên nhóc này từ từ nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trẻ con là thế này đấy, một giây trước còn rất hào hứng, nhưng giây tiếp theo lại có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tần Nhã Hân nhìn thấy Tứ Bảo cuối cùng cũng ngủ say, cô ta đi vào trong phòng, chuẩn bị đặt xuống. Lục Thừa Mẫn vội vàng đi lên tầng, đám người bên này có gì không bình thường không? Lục Thừa Mẫn vừa lái xe được nửa đường, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, nơi này hẻo lánh trống vắng, gần đây cũng không có xe, làm sao có thể có người chạy xa đến vậy chỉ để chơi trò kích thích. Khi Lục Thừa Mẫn lái xe ra đường chính thì anh ta mới phát hiện có một chiếc ô tô đậu bên đường, chiếc xe cách rất xa chỗ hai người chơi trò kích thích, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa Tần Nhã Hân đang trốn trong nhà máy bỏ hoang, Lục Thừa Mẫn vì lo lắng nên đã quay lại xem xét. Tần Nhã Hân đặt đứa nhỏ xuống, nói, không có gì bất thường, có chuyện gì sao? Tôi vừa mới phát hiện. Lục Thừa Mẫn còn chưa kịp nói hết thì từ dưới tầng đã vang lên một trận cãi vã kịch liệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Nhã Hân cau mày, nghiêm nghị hỏi thuộc hạ. Ngay lập tức, có người vội vã lên tầng, thưa cô chủ, có một nhóm côn đồ đang đánh nhau. Có vẻ như chúng đang tranh giành phụ nữ với nhau, muốn phân định thắng thua ở nơi này. Tần Nhã Hân bất mãn, đã trễ như vậy rồi, bình thường ở đây cũng không có ai, tại sao giờ lại có người tới đây? Đuổi bọn chúng đi cho tôi. Lục Thừa Mẫn nói, đừng, nếu làm lớn chuyện, kinh động đến bên cảnh sát thì sẽ rất phiền phức. Động tĩnh ở dưới tầng càng ngày càng lớn, giống như xảy ra đánh nhau thật, trong đó còn có cả giọng nói khuyên nhủ của người phụ nữ. Ây ây! Các anh làm như vậy thật khiến em khó xử, hai người các anh đều rất đẹp trai, lại yêu em nhiều như thế, làm sao em có thể chọn được đây? Giọng nói nũng nịu ẻo là thế này, nghe thôi cũng làm người ta nổi da gà. Tần Nhã Hân dùng mình nổi da gà, nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không đuổi bọn chúng đi thì cũng sẽ kinh động đến cảnh sát. Đứng ở trên sân thượng có thể nhìn thấy động tĩnh ở bên dưới, có hơn 20 người tập trung ở tầng dưới, chia làm hai nhóm. Một người phụ nữ tóc ngắn trông rất ưa nhìn, có thân hình nóng bỏng, đứng ở giữa, dáng vẻ bối rối đắn đo. Nếu không thì các anh đánh với nhau một trận đi, ai thắng thì em sẽ chọn người đấy, em thích kẻ mạnh lắm. Người phụ nữ ngượng ngùng nhưng lại thiếu kiên nhẫn, hai loại khí chất này ở trên người cô ta, vậy mà không có chút cảm giác hài hòa nào. Phong cách này, sao Tô Yên lại cảm thấy có chút quen thuộc? Tần Nhã Hân cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn. Từ sau khi khuôn mặt cô ta bị hủy dung thì cô ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp hơn mình. Sắc đẹp đúng thật là mầm mống của tai họa. Tần Nhã Hân nói thầm một câu, nói, đi, chúng ta đi xuống xem người phụ nữ này rốt cuộc thuộc về ai. Những người này đột nhiên xuất hiện ở đây, cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Lục Thừa Mẫn vẫn rất lo lắng, cô bây giờ đang là tội phạm bị truy nã đấy. Ai có thể biết được tôi là tội phạm bị truy nã chứ? Vừa rồi anh cũng nghe thấy mà, bọn côn đồ này chỉ vì muốn tranh giành phụ nữ với nhau thôi, ở trên đường, chuyện này thường xuyên xảy ra, chắc anh chưa từng thấy nên thấy hiếm lạ thôi, nếu những người này thật sự có vấn đề thì chính cảnh sát là người đến chứ không phải đám người này. Nói xong, Tần Nhã Hân đang định xuống tầng xem trò vui, Tô Yên nhìn thấy Tần Nhã Hân đang định đi xuống tầng, cô sẽ thừa dịp bế Tứ Bảo đi, nhưng hết lần này đến lần khác, Tần Nhã Hân lại trở về, bế Tứ Bảo đang ngủ say. Tứ Bảo, dì dẫn con đi xem trò vui nhé. Tần Nhã Hân lo lắng khi để Tứ Bảo ngủ trên sofa một mình, mặc dù vẫn chưa trở mình, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tô Yên chán nản, thật hận không thể xông tới cướp lấy, loại cảm giác chờ đợi này thật sự rất đau khổ. Lục Cận Phong không ngờ Tần Nhã Hân sẽ quay trở lại bế đứa nhỏ đi, Tần Nhã Hân mang theo tất cả mọi người xuống tầng, Lục Cận Phong từ trên mái nhà đi xuống tụ tập với Tô Yên. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không lấy lại được Tứ Bảo, chúng ta sẽ bị ràng buộc không làm được gì. Tô Yên tức giận nói. Lục Cận Phong an ủi nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa nhìn xem Lâu Doanh có thể tìm cơ hội để lấy lại đứa nhỏ hay không. Lâu Doanh. Tô Yên lập tức kịp phản ứng, người phụ nữ tóc ngắn đó là Lâu Doanh sao? Chẳng trách em cảm thấy có chút quen mắt. Lâu Doanh đeo mặt nạ ra người để cải trang, mà nhóm người ở tầng dưới kia, cũng do Lục Cận Phong dẫn tới. Đều là những người đến từ trong đêm tối, giả làm côn đồ để gây rối, gây hoang mang cho người xung quanh. Chỉ để tìm cơ hội hốt gọn đám người này. Tần Nhã Hân và Lục Thừa Mẫn đều ở đây, một khi Tứ Bảo tới tay rồi, thì chỉ cần Lục Cận Phong ra lệnh một câu, đừng hòng có ai thoát được. Dưới sự khiêu khích của Lâu Doanh, hai phe nhóm chuẩn bị đánh nhau,
thấy Tần Nhã Hân đi xuống, Lâu Doanh nói với vẻ mặt khoa trương, ôi trời, đây là xác ướp à. Khuôn mặt của Tần Nhã Hân được quấn cực kỳ chặt, thật sự trông khá giống một xác ướp. Tần Nhã Hân nghe vậy lập tức tức giận, ánh mắt có chút đáng sợ, cô mới là xác ướp ấy. Cô không phải xác ướp, vậy cô quấn mặt mình làm cái gì? Không muốn ai nhận ra à? Lâu Doanh vừa nói vừa tiến lại gần Tần Nhã Hân, cô ta nhìn thấy Tứ Bảo đang ngủ trong lòng Tần Nhã Hân, trong lòng kích động, cũng rất ngứa tay, hận không thể bế nó lên. Tần Nhã Hân đang chuẩn bị nổi giận thì Lâu Doanh lại nói sang chuyện khác, nói với hai phe nhóm kia, các anh còn ngơ ngác làm gì nữa, đánh nhau đi chứ, người nào thắng thì đêm nay em ở với người đó. Hai phe nhóm đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự phải đánh nhau à? Trước đấy đại ca cũng không có bàn giao với bọn họ như thế mà. Kịch bản như này không đúng. Nếu không có mệnh lệnh của Lục Cận Phong, nhóm người này chỉ có thể nghe theo Lâu Doanh, bọn họ thực sự đánh lẫn nhau. Chuyện mỹ thực. Nhìn thấy bọn họ bắt đầu đánh nhau, Lâu Doanh và Tần Nhã Hân lôi kéo làm quen, một bộ vừa khó khăn vừa khổ sở, hầy, có vẻ ngoài xinh đẹp cũng không còn cách nào khác, luôn luôn có những người đàn ông vì tranh giành tôi mà đánh nhau, đúng rồi, cô thuộc băng nhóm nào? Tôi đã rất quen thuộc với chuyện này rồi, trước đây cô chưa từng thấy qua sao? Có muốn gia nhập với chúng tôi, sau này đi chơi với tôi không? Tần Nhã Hân lại tức giận, cô ta đường đường là cô chủ của địa sát, sao có thể đánh đồng với đám côn đồ này? Tôi! Tần Nhã Hân vừa mở miệng thì Lâu Doanh đã nói, tại sao nửa đêm nửa hôm rồi cô lại ôm một đứa trẻ tới đây, mang theo nhiều người như vậy để làm gì vậy? Ở nơi này hoang vu, đừng nói cô là cô vợ nhỏ nhà ai bỏ nhà trốn đi chơi đi chứ. Cô, đứa bé này của cô trông thật đáng yêu. Lâu Doanh hoàn toàn không cho Tần Nhã Hân cơ hội nói, cho tôi ôm một cái. Không được. Tần Nhã Hân ôm chặt đứa nhỏ, sau đó cô ta mới vô thức chú ý rằng, người phụ nữ tóc ngắn này cách cô ta rất gần. Sao cô keo kiệt thế? Ngoài miệng Lâu Doanh nói như vậy, nhưng cô ấy lại lén nháy mắt với hai phe nhóm kia. Những người này coi như phản ứng nhanh, đánh nhau lại đánh về phía Tần Nhã Hân bên này. Một người đàn ông cố tình đụng vào Tần Nhã Hân. Cẩn thận! Lâu Doanh cố ý hét lên một tiếng, vươn tay kéo Tần Nhã Hân, động tác nhanh chóng, nhân cơ hội cướp lấy đứa nhỏ. Chương 368, ai đó gọi lúc nửa đêm. Tô Yên đang trốn trong gầm cầu thang thầm vui mừng, Tứ Bảo ở trong vòng tay của Lâu Doanh là an toàn rồi. Tần Nhã Hân phản ứng lại. Đưa tay ra định giành lại đứa bé, trả đứa bé lại cho tôi. Đúng lúc này, Lục Cận Phong ra lệnh, hành động. Giọng nói lạnh lùng của Lục Cận Phong từ trên cao phát ra, Tần Nhã Hân kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cận Phong và Tô Yên, lập tức hiểu ra. Ngăn bọn họ lại. Sắc mặt của Tần Nhã Hân thay đổi, cô ta lập tức quay người bỏ chạy. Ngay lập tức, tất cả mọi người lao vào đánh nhau, người ám dạ và người của địa sát đều hành động, một quang cảnh hỗn loạn. Lục Thừa Mẫn nhìn thấy cảnh này cảm thấy có gì đó không đúng, cũng nhân lúc đang hỗn loạn vội vàng chạy ra bên ngoài từ cửa bên cạnh. Lục Cận Phong chú ý tới Lục Thừa Mẫn, nhặt một thanh gỗ ở dưới đất lên ném qua, đánh chúng vào sau gáy của Lục Thừa Mẫn. Lục Thừa Mẫn hoảng loạn một lúc, sau đó quay đầu nhìn Lục Cận Phong với ánh mắt nham hiểm. Lúc này, tiếng còi của cảnh sát cũng đang tới gần chỗ này. Một khi bị bắt, là chết chắc. Tô Yên chạy xuống lầu đón lấy đứa bé từ trong tay của Lâu Doanh, đứa bé nằm trong vòng tay cô, trong lòng cô tràn đầy cảm giác an tâm. Tô Yên kích động hôn lấy hôn để Tứ Bảo, còn Lâu Doanh thì đi bắt Tần Nhã Hân, chỉ cần bắt được Tần Nhã Hân, Bạch Phi Minh mới có thể lấy công chuộc tội. Lục Thừa Mẫn và Tần Nhã Hân lúc này giống như một con chuột đang sợ hãi, bị một con thỏ ép tới bước đường cùng. Khi Lục Thừa Mẫn thấy Lục Cận Phong đang đi về phía mình, anh ta nhanh chóng đổi hướng. Chạy về phía Tô Yên, anh ta biết rất rõ, chỉ có đánh liều một trận, thì mới có cơ hội sống sót. Tô Yên ôm lấy đứa bé đứng bên ngoài đám đông, chính là để tránh làm đứa bé bị thương. Lục Cận Phong nhận ra được ý đồ của Lục Thừa Mẫn, chạy tới trước mặt Tô Yên trước Lục Thừa Mẫn một bước, đứng chắn trước mặt Tô Yên, sau đó giơ chân đá Lục Thừa Mẫn một cú. Muốn chết à? Ánh mắt của Lục Cận Phong trầm xuống, không đợi Lục Thừa Mẫn đứng dậy. Trực tiếp lao lên phía trước nắm lấy cổ áo của anh ta, nhấc bổng anh ta lên, Lục Thừa Mẫn. Ba chữ này dường như là anh đang nghiến răng để nói ra vậy, vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh cả, anh hiểu lầm tôi rồi. Lục Thừa Mẫn nhanh trí nói, tôi vốn định nói cho anh biết Tần Nhã Hân đang ở đây, chính Tần Nhã Hân đã giết chết thím cả, tôi tới đây là để cầm chân Tần Nhã Hân.
anh ta thật sự nghĩ rằng Lục Cận Phong là đồ ngu sao? Vẻ mặt Lục Cận Phong lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí, xuống địa ngục xin lỗi mẹ tôi đi. Nói xong, Lục Cận Phong giơ nắm đấm lên, đấm vào mặt anh ta. Mặt của Lục Thừa Mẫn bị đánh cho lệch sang một bên, máu từ trong miệng phun ra ngoài. Người của Tần Nhã Hân đã bị người của ám giả tóm gọn rồi, chỉ mấy phút đã nhanh chóng giải quyết xong rồi. Lục Thừa Mẫn bị đánh đến mức bò trên mặt đất, chỉ còn lại một chút sức lực, Lục Cận Phong đánh đến mức hai mắt đỏ hoe, chỉ cần anh đá anh ta một cái nữa thôi, Lục Thừa Mẫn chắc chắn sẽ mất mạng. Lục Cận Phong, đúng lúc đang định giơ chân lên thì Lãnh Phùng đã vội vàng chạy tới, kịp thời ngăn Lục Cận Phong lại. Sự hoảng sợ trong mắt Lục Thừa Mẫn cũng dần biến mất, anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lãnh Phùng liếc nhìn Lục Thừa Mẫn, Lục Cận Phong đúng thật là rất tàn nhẫn, nhưng dù gì đây cũng là bản chất bình thường của con người, kẻ giết mẹ của mình, ai mà tha được chứ? Lãnh Phùng nhìn về phía Lục Cận Phong lạnh nhạt hừ một tiếng, phòng vệ chính đáng thôi. Lục Thừa Mẫn, toàn bộ quá trình là anh ta bị hành hạ đó được không? Lãnh Phùng, chỉ cần không bị mù, cũng có thể nhìn ra, Lục Thừa Mẫn hoàn toàn không có khả năng hay cơ hội nào để đánh trả. Lần đầu tiên Lãnh Phùng chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ, nói với người đang đứng sau lưng, đưa bọn chúng ra ngoài hết đi. Lãnh Phùng dẫn theo hàng chục cảnh sát đến, toàn bộ người của địa sát đều bị áp giải lên xe. Lục Thừa Mẫn không thể đi được, nên chỉ có thể để người khác khiêng lên cáng cứu thương đưa ra ngoài. Lục Thừa Mẫn không cam tâm nhìn về phía Tô Yên, rốt cuộc là chị phát hiện ra từ lúc nào vậy, từ đầu đến cuối là chị giả vờ đúng không? Tô Yên đang ôm đứa bé nói, từ lúc tôi tỉnh dậy là đã phát hiện ra rồi, cậu nói là cậu tìm được tôi ở đường Mã Siêu Đông, nhưng đế giày của cậu lại có dính xi măng, ở cầu Hai Tiên có một đoạn đường đang thi công, chắc chắn là cậu đã đi qua đó. Lục Thừa Mẫn khó có thể tin được, chỉ dựa vào một chi tiết nhỏ như vậy sao? Một chi tiết vậy là đủ rồi. Lục Thừa Mẫn hoàn toàn thua cuộc rồi, anh ta chưa từng nghĩ rằng, ngay từ lúc bắt đầu bản thân đã bị Tô Yên lừa rồi. Anh ta vẫn luôn cho rằng mình đã che giấu rất kỹ. Người ở trong đống cỏ vừa nãy cũng là chị đúng không? Đúng vậy. Tô Yên thẳng thắn nói, tôi nghe thấy cậu gọi điện cho Tần Nhã Hân, biết được cậu sẽ tới đây, nên tôi đã đi theo cậu. Lục Thừa Mẫn tự cười nhạo bản thân, quả nhiên, phụ nữ đẹp là nói dối giỏi nhất. Khuôn mặt xinh đẹp chính là vũ khí tốt nhất của Tô Yên, cô giả vờ yếu đuối, giả vờ bất lực, khiến cho Lục Thừa Mẫn tin cô. Tôi chẳng qua cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Tô Yên lạnh lùng nói, tôi và Lục Cận Phong vẫn luôn cho rằng cậu đã biết hối cải làm lại cuộc đời mới, nhưng tâm địa độc ác của cậu vẫn chưa chết, bề ngoài thì không màng danh lợi, thờ ơ với chúng, nhưng lại ngấm ngầm đi thông đồng với Tần Nhã Hân, bắt cóc con của tôi, giết mẹ chồng của tôi, Lục Thừa Mẫn. Cho dù cậu có phạm tội nào đi chăng nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ phải sống cả đời mình trong ngục tù. Lý do khiến Lục Thừa Mẫn bị Tô Yên lừa, không phải vì Tô Yên diễn quá xuất sắc, mà là bởi vì Lục Thừa Mẫn rất muốn thắng Lục Cận Phong, mà Tô Yên lại là người Lục Cận Phong yêu. Tô Yên tỏ ra yếu thế, lòng ham muốn thắng của Lục Thừa Mẫn lại càng cao, cộng với việc anh ta quá tự đắc, cho nên cũng khiến anh ta tin vào Tô Yên. Điều duy nhất mà Lục Thừa Mẫn không nghĩ không ra là, Lục Cận Phong. Lẽ nào anh chưa từng nghi ngờ là Tô Yên đã giết thím cả sao? Lục Cận Phong vươn cánh tay dài ra, ôm lấy Tô Yên và đứa bé, nhìn về phía Lục Thừa Mẫn với ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cậu đang xúc phạm trí thông minh của tôi à? Nếu như ngay cả cái bẫy này cũng không nhìn ra được, vậy sống hơn 30 năm nay đúng là uổng công rồi. Tất cả là do Tần Nhã Hân và Lục Thừa Mẫn quá vội, nếu kiên nhẫn hơn nữa, chờ đợi cơ hội, nói không chừng thì còn có thể thành công. Tô Yên giết Trần Tố Anh, chuyện này thật sự là quá gượng ép rồi. Lãnh Phùng đưa người đi rồi, Lâu Doanh đuổi theo Tần Nhã Hân mà vẫn chưa quay lại, Tô Yên lo lắng nói, Lục Cận Phong, đi tìm Lâu Doanh xem sao đi. Dựa vào thực lực của Lâu Doanh, theo lý mà nói, đáng lẽ là đã quay về từ lâu rồi. Lục Cận Phong nói, em ôm con vào trong xe trước đi, để anh đi xem sao. Lâu Doanh đuổi theo Tần Nhã Hân ra ngoài, Tần Nhã Hân trực tiếp chạy về phía đường sắt. Có một đoàn tàu đang chạy tới, Tần Nhã Hân quay đầu lại nhìn Lâu Doanh, cắn răng làm liều, trực tiếp băng qua đường ray. Lâu Doanh không thể đi tiếp được nữa, đầu của xe lửa đã tới gần rồi, cô ta chỉ có thể đợi tàu chạy qua. Hơn chục toa tàu, sau khi tàu hoàn toàn chạy qua rồi, thì làm gì còn thấy người đâu nữa. Chết tiệt! Lâu Doanh tức giận đến nỗi chửi thề.
Lâu Doanh đi tìm thử xung quanh, cũng không thấy người đâu, nửa đêm nửa hôm, xung quanh đều là cỏ dại, lại còn cao hơn người, muốn tìm người không dễ chút nào. Lại có một đoàn tàu khác chạy đến, sau khi đoàn tàu đó chạy qua, đột nhiên cô ta nghe thấy sau lưng có tiếng người gọi. Lâu Doanh. Chương 369, lễ cưới và lễ tang tổ chức cùng nhau. Lâu Doanh nghe thấy giọng nói nên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lãnh Phùng đi về phía bên này. Đội trưởng Lãnh. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, dáng dấp Lãnh Phùng được kéo ra thật dài, cao giáo điển trai, tràn ngập mùi vị nam tính, đặt bốn chữ kiên cường rắn giỏi lên người Lãnh Phùng là chuẩn xác nhất. Người đâu? Lãnh Phùng liếc mắt nhìn quanh. Chạy rồi. Lâu Doanh nhụt chí, đội trưởng Lãnh, chuyện này cũng không trách tôi được đâu nha, ngay cả chết cô ta còn không sợ, dứt khoát vượt đường sắt, mạng của cô ta không đáng một xu nhưng cái mạng bé nhỏ của tôi quý giá đấy. Để bắt một người không đáng xu nào mà vứt bỏ tính mạng, còn khuya tôi mới ngu ngốc như thế. Lãnh Phùng. Logic kiểu gì đây? Lâu Doanh, lửa rừng thiêu không hết, gió xuân thổi lại xanh. Nếu không nhổ cỏ tận gốc thì sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo. Lâu Doanh tiếp được câu mà Lãnh Phùng chưa nói xong. Cô ta véo nhẹ lỗ tai của mình và nói, nghe mà tai mọc kén luôn rồi. Nhưng cũng không thấy cô nghe lọt tai. Lãnh Phùng thở dài, trong giọng nói hàm chứa dung túng không dễ phát hiện ra. Anh ta thoáng nhìn vào bóng tối vô tận, hỏi rằng, Lâu Doanh, cô có muốn cân nhắc lại việc vào cục giúp đỡ tôi hay không? Đừng, Lâu Doanh từ chối một cách dứt khoát, giơ tay lên, đội trưởng Lãnh, dừng ngay chủ đề này lại, Phi Minh mới từ bên trong thoát ra, hai chị em tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Có tôi cam đoan, bảo đảm hai chị em các cô sẽ không xảy ra việc gì. Trước đây anh cũng nói như vậy, Lâu Doanh trợn trắng mắt, có chút không nỡ mà bảo, tuy là trong cục có nhiều anh trai cực kỳ hấp dẫn sở hữu cơ bụng tám múi và đường nhân ngư sâu ơi là sâu, nhưng cái mạng nhỏ bé mới quan trọng. Lâu Doanh vẫn rất hoài niệm những ngày ghé vào phía trước khung cửa sổ nhìn ngắm soái ca, đấy là còn chưa kể bảnh bao biết chừng nào. Lãnh Phùng biết tổng cái tính của Lâu Doanh, anh ta nói sang chuyện khác. Hỏi chuyện lần trước tôi nói cô xem xét thế nào rồi. Chuyện gì, đầu óc Lâu Doanh nhất thời kẹt cứng, thật đúng là không phản ứng kịp. Lãnh Phùng hơi buồn bực, lời tỏ tình lúc trước của anh ta thật đúng là không đủ rõ ràng à. Lâu Doanh, về việc rốt cuộc tôi thích đàn ông hay phụ nữ, đáp án cô có thể tự mình. Thôi tiêu rồi. Nghe nhắc nhở như vậy, Lâu Doanh mới nhớ đến một việc, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ áy náy nhìn Lãnh Phùng, đội trưởng Lãnh. Thật sự tôi không cố ý đảo anh, góc tường. Lâu Doanh nhớ đến chuyện của cô ta và Vạn Nhất, thế này còn không phải là đào góc tường nhà Lãnh Phùng hay sao? Không chờ Lâu Doanh nói xong, Lục Cận Phong đã đi đến, Lâu Doanh. Anh rể. Lâu Doanh nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Cận Phong thì xin lỗi, anh rể, ngại quá đi mất, không bắt được rồi. Không sao, Lục Cận Phong nói, chị của cô lo cho cô nên nói tôi sang đây xem thử. Tần Nhã Hân sớm muộn gì cũng xa lưới, Lâu Doanh không xảy ra chuyện gì thì anh mới có thể cho Tô Yên một câu trả lời. Đêm nay có thể bình an đưa Tứ Bảo trở về, không thể không kể đến công lao của Lâu Doanh. Xong việc rồi à, Lâu Doanh đưa mắt nhìn bên phía nhà xưởng, có một chiếc xe cảnh sát đang áp tải từng người một lên xe. Người của địa sát đều bị áp tải lên xe, một nữ cảnh sát đi về phía Lãnh Phùng, đội trưởng, có thể rút quân rồi. Được rồi, về cục. Lãnh Phùng đi đến bên cạnh Lâu Doanh, giọng nói không lớn không nhỏ bảo, đêm mai 7 giờ, gặp nhau tại nhà hàng Hoa Hồng. Cái gì? Lâu Doanh ngẩn ra, hẹn cô ta ăn cơm sao? Đang yên ổn có gì mà phải hẹn cô ta ăn cơm? Lãnh Phùng vứt lại mấy lời này xong là đi liền, Lâu Doanh không hiểu ra sao. Lục Cận Phong liếc mắt nhìn Lâu Doanh một cách thâm sâu khó dò, chỉ nói câu, thiếu xe nên không đủ chỗ ngồi, cô ngồi xe của Vãn Nhất đi. Gà luộc đến. Ở đâu rồi? Lâu Doanh theo bản năng ngoái nhìn xung quanh, đây tuyệt đối không phải là vui mừng mà là chột dạ. Bản thân cô ta cũng nhận ra được mình chột dạ, hơi có cảm giác đang cõng Vạn Nhất trèo tường ngoại tình. Ven đường có một chiếc xe bật đèn nháy đôi, giống như đang nhắc nhở Lâu Doanh. Mọi người lục tục lái xe rời đi, Lục Cận Phong đương nhiên là ngồi cùng một xe với Tô Yên, nhân tiện cũng dẫn Trương Manh theo. Một mình Lâu Doanh bị bỏ lại. Cô ta chỉ có thể đi đến xe của Vạn Nhất. Vạn Nhất xị mặt ngồi ở ghế sau, tựa như có ai thiếu anh ta 800 vạn vậy. Lâu Doanh kéo cửa xe ngồi vào, còn chưa kịp mở miệng thì Vạn Nhất đã thình lình nói rằng, cởi mặt nạ ra, nhìn mắc ói. Mắc ói.
Anh suy nghĩ câu từ cho cẩn thận rồi nói lại đi nhé. Lâu Doanh khó chịu rồi. Cô ta tức muốn bốc lửa, cực kỳ có khí thế muốn tát cho Vạn Nhất một cái chết luôn. Gan to ra rồi. Dám nói cô ta mắc ói. Thế nhưng lần này Vạn Nhất lại không hề nhát cái, bất chợt hỏi một câu, tôi ở rể hồi nào vậy? Lâu Doanh. Xưa giờ đều là cô ta ra bài không theo lẽ thường, hôm nay sợi thần kinh của Vạn Nhất mắc sai chỗ nào vậy? Nói chuyện móc mỉa kỳ cục. Hôm nay trăng đẹp ghê, vừa tròn vừa sáng. Lâu Doanh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đổi chủ đề, có chút giống cái bánh nướng lớn, nhìn xong thấy hơi đói bụng. Vừa rồi cô và Lãnh Phùng đang nói chuyện gì vậy? Vạn Nhất hỏi câu hỏi thứ hai. Cái tính của Lâu Doanh sao mà chịu cho nổi, anh uống lộn thuốc hay sao mà kỳ cục vậy? Gà luộc, tôi đâu có nói không chịu trách nhiệm với anh đâu, nhưng cái tật xấu thấy soái ca là không kìm được nhìn thêm mấy lần này của tôi là trời sinh nó vậy rồi. Không phải chỉ là đội trưởng Lãnh mời tôi tối mai ăn cơm ở nhà hàng Hoa Hồng rồi trò chuyện với tôi nhiều một xíu thôi sao? Anh còn ghen tị à? Ẩn ý của câu này là, tuy rằng cô ta là đồ cặn bã, nhưng là cặn bã đường đường chính chính. Hai người các cô còn tính toán hẹn hò sau lưng tôi. Không phải hẹn hò, là ăn cơm. Lâu Doanh vỗ vai Vạn Nhất, nói, gà luộc, có một điều nho nhỏ tôi muốn nói rõ ràng với anh, con người tôi ấy mà, khá là lăng nhăng. Không có chút xíu sức chống cự đối với soái ca và cũng không định chống cự, nói không chừng ngày nào đó nhìn chúng một anh soái ca nào thì sao. Anh làm vợ cả, nhất định phải có lòng bao dung to lớn tựa biển sâu, một. Vạn Nhất co giật khóe miệng, vợ cả. Không có chút xíu sức chống cự đối với trai đẹp. Không định chống cự. Lời này sao mà nghe cặn bã như vậy chứ? Lâu Doanh thế này là có lòng muốn làm gái hư ha, muốn yêu thương chăm sóc tất cả các anh trai đẹp trong trời đất này. Cho mỗi anh trai đẹp một mái nhà ấm áp. Lâu Doanh nói, yên tâm nha, không ai có thể lay chuyển được địa vị của anh, chỉ cần anh không phạm phải 7 điều nghiêm cấm thì tôi sẽ không đuổi anh đi. Đàn ông mà cũng có 7 điều nghiêm cấm. Đương nhiên là có, lát về tôi kể cho anh nghe. Lâu Doanh ngáp một cái, nói anh cân nhắc cho kỹ, nếu không chấp nhận được, tôi sẽ không ép anh ở rể. Tôi chợp mắt một chút trước đã, đến nơi thì gọi tôi. Vạn Nhất. Nhà cũ nhà họ Lục. Tứ bảo bình an trở về, đây hẳn là chuyện đáng mừng nhất của nhà họ Lục. Tô Yên dập đầu phúng viếng trước linh cữu của Trần Tố Anh. Cái chết thương tâm của Trần Tố Anh là nỗi đau của mọi người trong nhà họ Lục. Tô Yên đặt Tứ bảo lên giường ngủ, cô đưa mắt nhìn Lục Cận Phong đang hút thuốc ngoài ban công, đi đến ôm chặt eo anh, ông xã. Cô có thể cảm nhận được đau khổ trong lòng Lục Cận Phong, hung thủ giết người chạy trốn. Không cách nào cho Trần Tố Anh trên trời có linh thiêng một câu trả lời rõ ràng. Lục Cận Phong hút xong điếu thuốc trong tay, xoay người nói rằng, Yên Yên, lễ cưới của chúng ta sẽ tổ chức sớm hơn thời gian đã định, tổ chức vào thứ bảy tuần sau. Tô Yên kinh ngạc, hài cốt của mẹ còn chưa lạnh mà chúng ta tổ chức lễ cưới, Lục Cận Phong, việc này có phải là không thích hợp hay không? Ánh mắt sâu xa của Lục Cận Phong thoáng nheo lại, nói, dùng lễ cưới làm mồi nhử dụ Tần Nhã Hân xuất hiện. Anh sẽ để người của ám giả truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần người đi đường biết được thì tin tức tự nhiên sẽ truyền đến tai Tần Nhã Hân. Ngày hôm đó là lễ cưới của chúng ta cũng là lễ tang của mẹ anh, dùng Tần Nhã Hân cúng tế cho mẹ anh. Chương 370, trên đời không có bức tường nào kín gió cả. Tô Yên nhanh chóng hiểu được mưu tính của Lục Cận Phong. Hiện giờ sự nghi ngờ dành cho cô vẫn chưa được rửa sạch, trong mắt mọi người, cô vẫn là tên tội phạm giết người. Lãnh Phùng cũng chỉ là nể mặt Lục Cận Phong nên mới tạm thời cho cô về nhà, sáng mai phải đến cục lấy lời khai. Bên ngoài nhà họ Lục còn có cảnh sát theo dõi, chính là để phòng ngừa cô bỏ chạy. Một khi trời hửng sáng, cô phải theo gót bọn họ rời đi. Lục Cận Phong nắn hai vai Tô Yên, nói Yên Yên, anh sẽ bảo vệ em thật chu toàn. Em tin anh. Tô Yên rúc vào trong lòng Lục Cận Phong. Ở chỗ Lục Thừa Mẫn, thần kinh cô căng cứng không dám lơ là cảnh giác. Hiện tại có anh bên cạnh, cô mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm dựa vào cây đại thụ này. Hai người mới vừa vuốt ve an ủi trong chốc lát thì di động của Lục Cận Phong đã vang lên. Là Tần Chấn Lâm gọi đến. Lục Cận Phong liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, cha vợ gọi điện thoại đến, hẳn là đã biết em về rồi. Để em nghe đi. Tô Yên nhận cuộc gọi, đồng chí Tần. Cô chưa bao giờ gọi Tần Chấn Lâm một tiếng cha. Nghe thấy giọng nói của Tô Yên. Tần Chấn Lâm rơm rớm nước mắt, đã về rồi à? Có bị thương chỗ nào không? Cháu ngoại không bị gì chứ?
buổi tối gây ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên là Tần Chấn Lâm đã biết. Đều ổn cả. Tô Yên nói, để ông phải lo lắng rồi. Đâu chỉ có một mình cha lo lắng, mẹ của con bà ấy cũng lo cho con, mẹ của con muốn nói chuyện với con. Hôm nay có hơi mệt mỏi, đồng chí Tần, có chuyện gì hôm nào lại nói sau. Tô Yên cắt ngang lời của Tần Chấn Lâm, không phải cô bài xích việc nói chuyện cùng với mẹ, chỉ là theo bản năng có chút không biết nên nói cái gì, như kiểu trò chuyện trên điện thoại thế này lại càng không biết phải nói gì. Tô Yên dừng lại một chút mới bổ sung một câu, ông chuyển lời cho bà ấy nói là tôi vẫn ổn, không cần lo lắng. Nói xong, Tô Yên cúp máy. Bên kia điện thoại, đương nhiên Lệ Uyển cũng nghe thấy lời nói của Tô Yên, con gái của mình không muốn nói chuyện với mình, thân là người làm mẹ, trong lòng Lệ Uyển chắc chắn là khó chịu. Tiểu Uyển, bà đừng để ở trong lòng, con gái của hai ta còn không hiểu rõ hay sao? Cái tính khẩu xà tâm phật này, tính cách thì ương ngạnh, thế này không phải di truyền từ bà hay sao? Tần Chấn Lâm muốn an ủi hai câu, nhưng thế này có chỗ nào tính là an ủi đâu. Thế này chính là trực tiếp thêm dầu vào lửa đấy. Sắc mặt Lệ Uyển trầm xuống, Tần Chấn Lâm, ông bẻ lái nói sang tôi đấy phải không? Không có, ý của tôi là, tính cách hương ngạnh của Tiểu Yên giống hệt bà năm xưa, thật ra nội tâm lại, mềm mại. Chưa kịp dứt lời thì Lệ Uyển đã nổi giận dứt khoát bỏ đi rồi. Lệ Uyển đứng dậy đi về phòng của mình, Tần Chấn Lâm nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, hóa đá nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lệ Uyển. Đây là một căn phòng tổng thống hạng sang, tổng cộng có 3 phòng ngủ, Lệ Uyển một phòng, Tần Chấn Lâm một phòng, còn có một phòng là của Thượng Quan Ân. Thượng Quan Ân đi ra, vừa vặn gặp phải Lệ Uyển sầm mặt vào phòng. Rầm, cánh cửa đóng lại. Thượng Quan Ân dòm cánh cửa đóng chặt rồi lại ngó Tần Chấn Lâm trong phòng khách, ông ta đi qua, sao ông lại chọc bà ấy nữa rồi? Cái này tôi có biết gì đâu, mới vừa rồi còn nói chuyện ngon lành. Tần Chấn Lâm bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm, tính tình người phụ nữ này sao mà càng ngày càng kỳ quái, làm người khác đoán không ra mà. Đã mười mấy năm rồi tôi không thấy Tiểu Uyển tức giận. Thượng Quan Ân liếc Tần Chấn Lâm một cái, nói, sau khi gặp ông, thật ra bà ấy ngày nào cũng tức giận không thôi. Ý là sao, Tần Chấn Lâm không vui, bà ấy cũng chỉ xem tôi là một người không vừa mắt đúng không? Trước đây tôi có tìm thầy bói xem thử, bát tự hai chúng tôi không hợp, đấy. Chuyện này không ứng nghiệm. Thượng Quan Ân khẽ lắc đầu, đừng nói Lệ Uyển nổi giận, tính tình dịu dàng như ông ta còn muốn nổi sùng lên đây. Sao mà không hiểu ẩn ý bên trong lời nói vậy chứ? Một người phụ nữ chỉ nổi giận với một người đàn ông, tại sao lại như thế? Chứng tỏ là có để ý đó. Tôi đi ngủ đây. Thượng Quan Ân không muốn tiếp tục tán phét với Tần Chấn Lâm nữa. Thượng Quan Ân, ngồi xuống. Tần Chấn Lâm túm lấy tay Thượng Quan Ân kéo người lại, ông nói tôi nghe đi, ông và Tiểu Uyển mười mấy năm nay, hai người, Tiểu Uyển bà ấy. Tần Chấn Lâm nói chuyện lắp ba lắp bắp. Đương nhiên Thượng Quan Ân biết rõ lời Tần Chấn Lâm chưa nói xong, cố ý nói rằng tôi và Tiểu Uyển vẫn luôn sống cùng nhau. Lời này quá mức đả kích Tần Chấn Lâm. Vẫn luôn sống cùng nhau hả? Tần Chấn Lâm ngượng ngùng cười cười, nụ cười đó quả thực so với khóc còn khó coi hơn, tính tình ông dịu dàng. Lại còn hiểu lòng dạ đàn bà, tính cách vừa chu đáo vừa tinh tế, không phải người cục mịch quê mùa như tôi, Tiểu Uyển bà ấy chọn ông cũng không phải chuyện bất ngờ gì cho cam. Thượng Quan Ân kinh ngạc, Tần Chấn Lâm thế mà lại nói ra lời này. Chuyện này nếu xảy ra vào 20 năm trước, nhất định Tần Chấn Lâm sẽ bắt đầu đánh người. Nhưng hôm nay thật đúng là kỳ quái, rộng lượng như vậy sao? Ý định ban đầu của Thượng Quan Ân là muốn kích thích Tần Chấn Lâm một xíu. Nhưng lúc này xem ra hình như kích thích hơi lố rồi. Tôi và Tiểu Uyển. Thượng Quan Ân còn chưa nói xong, Tần Chấn Lâm đã đứng dậy vỗ bờ vai của ông ta, nói tôi đi ngủ đây. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Yên đã đến cục cảnh sát để lập biên bản và lấy lời khai, Lâu Doanh cũng đi cùng, cô ta là người nắm khá rõ tình huống lúc đêm qua. Cô ta hóa trang thành Tô Yên đến quán bar để đối phó với đám người kia. Tô Yên không giết Trần Tố Anh nên tất nhiên sẽ không thừa nhận, mà bên phía Lục Thừa Mẫn cũng một mực chắc chắn là việc Tần Nhã Hân tìm người giết chết Trần Tố Anh không liên quan đến anh ta. Sự nghi ngờ dành cho Tô Yên đã được giải tỏa một nửa, chỉ cần bắt được Tần Nhã Hân, sự nghi ngờ lên cô mới có thể hoàn toàn rửa sạch, vụ án này mới có thể khép lại. Có Lục Cận Phong đảm bảo, Tô Yên lấy khẩu cung xong là ra ngoài ngay, không ai dám giam giữ Tô Yên. Tô Yên đi ra trước và ở trong xe chờ Lâu Doanh.
Lục Cận Phong ở cách đó không xa gọi điện thoại, Lâu Doanh đi ra rồi trực tiếp lên xe. Tô Yên hỏi, Lâu Doanh, tối hôm đó làm sao em thoát ra được? Em không xảy ra chuyện gì thật chứ? Loại rượu Tần Nhã Hân bắt Lâu Doanh uống có vấn đề. Sau đó Lâu Doanh tắt tai nghe nên cô cũng không biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra với Lâu Doanh. Không sao đâu chị, một chút rượu thôi mà, chuyện bé như con kiến. Lâu Doanh nào dám nói thật, nếu cô ta nói ra chuyện đè vạn nhất thì cô ta nào còn có mặt mũi gặp người khác đây. Tô Yên cũng tin là thật, không có chút xíu hoài nghi nào. Chỉ có điều trên đời này không có bức tường nào là kín gió cả, chưa được nửa ngày, toàn bộ người của ám dạ và cả nhà họ Lục đều biết chuyện Lâu Doanh đè vạn nhất ra ăn rồi. Khi Tô Yên biết chuyện thì kinh ngạc há hốc cả miệng, không lấy lộn kịch bản đấy chứ. Lục Cận Phong cũng rất chi là bất ngờ, vạn nhất thế mà lại là người nằm dưới. Khi Sa Thành Nghị biết chuyện thì bật cười, tôi biết ngay là hai người này có gian tình. Bạch Phi Minh là người khó chấp nhận sự thật này nhất, cô ta kéo Lâu Doanh vào phòng, hỏi cậu mất trinh thật rồi. Cậu đè, anh ta hả? Hai mắt Lâu Doanh cũng không dám nhìn Bạch Phi Minh, cô ta thật sự chột dạ, chuyện này, lúc ấy mình cũng là trúng bẫy của Tần Nhã Hân. Uống phải rượu có vấn đề, cho nên mới không kìm chế được. Còn khuya mình mới tin cậu, có thứ thuốc mạnh nào mà cậu chưa nếm thử, cũng không thấy cậu không kìm chế được, trừ phi là cậu. Lâu Doanh, Lâu Doanh. Giọng của Vạn Nhất từ dưới lầu truyền đến. Lâu Doanh lập tức che lại miệng của Bạch Phi Minh, một lát về sẽ giải thích tiếp với cậu, mình đi tìm gà luộc tính sổ trước đã. Việc này đột nhiên nháo nhào ầm ĩ, Lâu Doanh lập tức kết luận rằng chính là Vạn Nhất ngấm ngầm giở trò. Lâu Doanh nổi giận đùng đùng xuống lầu, không đợi cô ta hỏi tội, Vạn Nhất đã đánh đòn phủ đầu, mẫu Dạ Xoa, có phải cô đã nói chuyện đó ra đúng không, bây giờ thanh danh của tôi bị cô phá hỏng rồi, không còn mặt mũi gặp người khác nữa, cha mẹ biết tôi bị cô. Vạn Nhất tỏ vẻ vô cùng đau đớn, khó có thể mở miệng, tay đấm ngực, đau khổ thương tâm nói rằng, bây giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà, nói là tôi hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, mất sạch sự trong trắng, mẫu Dạ Xoa, cô nói đi. Rốt cục tôi ở rể hồi nào chứ, cô dám bội tình bạc nghĩa, tôi sẽ thắt cổ cho xong. Lâu Doanh. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lâu Doanh nghe thấy trên lầu có động tĩnh, có người đến. Cô ta lôi kéo Vạn Nhất nói rằng, đi ra ngoài nói. Chuyện Lâu Doanh và Vạn Nhất tựa như gió lốc, truyền đi vừa nhanh vừa dữ dội. Hai người đi ra ngoài lâu thật lâu cũng không thấy quay về. Lúc chạng vạng, Tô Yên ở nhà cùng với con trai. Lục Cận Phong đi chuẩn bị cho lễ cưới. Người làm đột nhiên đến báo, thưa mợ, bên ngoài có người tự xưng là em trai của mợ đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.